Chương 1321, điều tra thân phận sẽ chết. Oanh, Tô Vũ đánh một quyền về phía sau lưng, thần văn bộc phát, chiến kỹ giết ra. Một tiếng ầm vang, hư không bạo tạc, Tô Vũ, gia hỏa vừa mới nói sẽ chết đã cấp tốc rút lui ra khỏi chỗ cách hắn mấy trăm mét, kẻ này đeo mặt nạ màu trắng, tiếng cười truyền đến, ngươi muốn biết nếu bay thẳng qua tường thành để vào thành thì sẽ gặp phải chuyện gì đúng không? Ánh mắt Tô Vũ lạnh lùng, trong lòng hơi kinh hãi, ta chỉ nghĩ mà thôi, vì sao gia hỏa này lại biết? phảng phất như y biết tô vũ đang suy nghĩ gì ngươi mặt nạ trắng lại vói bởi vì kẻ lần đầu tiên tới đều sẽ có ý nghĩ như vậy rất dễ đoán được không phải sao có phải ngươi đang hiếu kỳ rất nhiều thứ nhi hoặc rất nhiều chuyện đúng không ngươi là ai hai mắt tô vũ băng hàn hắn nhỉ không thấu ra hỏa kia phải chạy đừng chạy ta không có địch ý ngươi mặt nạ trắng giơ hai tay lên cười tủm tìm nói ta đến từ liệt thiên các thành viên của liệt thiên tứ bộ chi thiên bộ tô vũ Ngươi vừa mới vận dụng thần văn chiến kỹ sao? Có thể cho ta biết thần văn chiến kỹ này tên là gì không? Tô Vũ lạnh lùng nhìn y, không thành trả lời. Đừng ôn địch ý thế chứ. Liệt Thiên Các cũng chỉ là một tổ chức, không phân thiện ác, không phân đúng sai. Tổ chức này chính là vì thuận tiện cho người khác, thuận tiện cho chính mình. Ngươi mặt nạ trắng đề nghị ta muốn mời ngươi gia nhập Liệt Thiên Các, cân nhắc chút đi. Không cân nhắc. Tô Vũ không ngừng rút lui. Có điều sợ đối phương động thủ nên lại nói cho ta chút thời gian để ta ngẫm lại dù sao ta hiểu biết về liệp thiên các quá ít gầu ngươi đeo mặt nạ vội trấn an chớ khẩn trương lần này đến ta chỉ muốn xác nhận thân phận của ngươi không có ý khác mặt khác nếu không gia nhập liệp thiên các thì cũng có thể vận dụng điểm bảng làm vài giao dịch với bọn ta giao dịch đúng vậy ngươi mặt nạ trắng cười nhạt cái gì cũng có thể giao dịch giết vô địch cũng có thể chứ ngươi đeo mặt nạ an tĩnh trong nháy mắt hồi lâu sau mới đáp quyền hạn của ta không đủ có lẽ khi ngươi đủ quyền hạn rồi cũng không phải là không thể được tô vũ nhìn y đeo mặt nạ ánh mắt biến ảo mời cường giả thiên tài của vạn tộc gia nhập thiết lập liệp thiên bảng thúc đẩy giao dịch có lẽ còn tham dự một chút chuyện được thuy. hành vi này ta rất quen quá quen cái này chính là hình thức tổ chức của hội hỗ trợ đây mà mời người gia nhập sau đó an bài nhiệm vụ cho chỗ tốt dù sao kẻ sau màn khẳng định có kiếm lời ngươi đeo mặt nạ cũng không thèm để ý thì nói đưa theo nhu cầu cần thiết thôi liệp thiên các cũng chưa từng rêu giao vì chính nghĩa tô vũ lui lại giữ một khoảng cách nhất định với đối phương rồi mới hỏi madana là thành viên liệp thiên các sao Người đeo mặt nạ lắc đầu không biết ta chỉ phụ trách y ta phụ trách những người khác thì ta hoàn toàn không biết đây cũng là quy củ ngươi bây giờ đang phụ trách ta đúng thế ngươi đeo mặt nạ lật đầu ngươi hiếu kỳ madana vì sao phải vào thành ư vì sao nhất định phải đi cánh cửa này vì sao bước đi lại gian nan như vậy cổ thanh rốt cuộc là sự tồn tại thế nào ngươi không hiếu kỳ sao có tô vũ thối lui ra thật xa thấy thần văn chữ kiếp khiêu động không lợi hại lắm lúc này hắn mới dừng lại nói mua bán tin tình báo không những tin tình báo này bán cho ta ra giá đi không cần ngươi đeo mặt nạ thản nhiên nói có thể nhìn diện mạo thật của ngươi không xem xong thì tin tình báo đưa ngươi coi như thủ lao liềm thiên các có năng lực như thế chẳng lẽ nhỉ không thấu được ta có thể ngươi đeo mặt nạ không bị kích thích trong tay xuất hiện một chiếc gương cười nhạt cỡ ép nhìn ra thì đó chính là kẻ địch ta đã nói rồi ta không có ý đối địch ngươi nhất định muốn ta cưỡng ép nhìn ra sao liệp thiên bảng cần tin tức đáng tin bây giờ thân phận thôi lãng của ngươi đã bị mọi người nghi vấn liệp thiên các phải có trách nhiệm đi phân rõ thật ra. trách nhiệm tô vũ nhíu mày ngươi đeo mặt nạ thản nhiên nói đúng có trách nhiệm nếu ngay cả một thiên tài là ai mà cũng không biết vậy thì liệp thiên các làm sao có thể đặt chân ở vạn giới làm sao có thể khiến cho người ta tin tưởng tình báo của chúng ta là chính xác tô vũ gật gật đầu a à là thôi lãng người đeo mặt nạ mỉm cười giơ tấm hương trong tay lên sau đó một đạo bạch quang chiếu xạ phóng đến tô vũ cấp tốc ẩn thân trốn chạy vừa ẩn thân thời không bỗng trì trệ tô vũ rơi xuống từ trong hư không trong lòng hắn cả kinh như lại không sợ hắn đã sử dụng thời gian một tiếng ẩm vang bạch quang tán loạn người đeo mặt nạ vội cúi xuống di xuống biết trên pháp thời gian do diệt tàm vương truyền thừa y nâng tấm hương lên một lần nữa chiếu dọn tô vũ bộc phát thần văn, ngươi đau mặt nạ lại hy chết có ngũ hành thần văn tô vũ bỗng nhiên khựng lại tránh đi bạch quang vội vàng nói dễ nói chuyện mà ta là tô vũ vị đại nhân này làm gì phải động thủ động cước a hắn đã phát hiện ra chiêu trò ép người phải khai thật của tên kia cứ tiếp tục đánh xuống như thế thì hắn sẽ bại lộ càng nhiều ngươi đau mặt nạ mỉm cười mở miệng nói ngươi là tô vũ có thể hiện ra diện mạo thật không ta nói rồi ta không có định ý liệp thiên các không phải tổ chức săn giết thiên tài thiên tài trên liệp thiên bảng chết chúng ta cũng chỉ cung cấp một phần bảng danh sách cụ thể ai giết thì đó là chuyện của chính các ngươi tô vũ từ chối cho ý kiến Giao hỏa này thật khó dây dưa đang nghĩ người ngươi đau mặt nạ lại nói cổ thành có nguy hiểm cũng có cơ duyên cái gì cũng đều không biết mà tùy tiện xông vào lung tung chắc chắn không phải là chuyện tốt trực tiếp vào thành có lẽ sẽ bỏ lỡ đại cơ duyên madana là thiên kiêu như thế cũng vẫn muốn thu hoạch được cơ duyên trong nó lựa chọn đi cửa chính chẳng lẽ ngươi muốn đi cửa hông tự nhận mình không bằng ma đa na sao tô vũ trần chờ một chút thầm mắng một tiếng sau một khắc hắn lộ ra gương mặt người đeo mặt nạ nhìn hắn một hồi y thấy lòng vô cùng mệt mỏi nghiến răng nói xin đừng vũ nhục trí thông minh của ta càng không nên vũ nhục thanh danh liệt thiên các mặt của hạ hồ vưu liệt thiên các ta có gì chết tô vũ thầm mắng trong lòng hắn khẽ nhúc nhích sau một khắc lại xuất hiện một bộ dáng khác hạ hồ Vư rất nổi danh cậu còn là hậu sĩ của vô địch, Liệp Thiên Các biết cũng là chuyện bình thường, hiện tại hắn vừa biến hóa thành một người. Người đeo mặt nạ kia lấy ra một bộ hình ảnh, cho hắn nhìn xong rồi thản nhiên nói: "Tô Vũ, ngươi cũng không phải hạng người vô danh, làm gì cứ phải giấu đầu lộ đuôi?" Tô Vũ thấy được hình ảnh của chính mình, trong lòng hơi rung động, Liệp Thiên thắc có tổ chức tình báo ở nhân cảnh, nhưng thừa nhận thân phận của mình sẽ rất nguy hiểm. Chương 1322, còn nghi vấn, chờ khảo chứng Tô Vũ còn đang muốn tiếp tục biến hóa một chút. Người đao mặt nạ kia lại bình tĩnh cúi xuống ghi chép, có thần văn biến hóa, hẳn là từ giai. có liễm tức chi thuật, một viên thần văn ẩn tàng khí tức, có thể là tư giai viết đến đây. Ti khẽ lẩm bẩm. Thần văn vượt qua người viên, biết khai thiên đao. Thời gian, hoách thần quyết, có thiên phú tinh huyết, có thần văn chiến kỹ, người này hẳn là tô vũ. Nếu tô vũ đã không lộ diện, vậy y liền tự mình suy đoán, đến mức này, cơ hồ trăm phần trăm là tô vũ nói cơ hồ đó là bởi vì gia hỏa này sống chết không thừa nhận tô vũ cũng nhìn thấy y ghi chết cái gì ánh mắt hắn hơi khác thường đám người liệp thiên các thật là nghiêm cẩn giả mạo một thân phận mà thôi thế mà cũng không được thôi lãng và tô vũ có gì khác nhau sao nhất định phải tra rõ ràng thế làm gì hắn không còn gì để nói khó chất hạ hồ vư từng bảo che giấu tung tích ở chư thiên chiến trường đặc biệt khó thì ra là do liệp thiên các không nghĩ đến tổ chức này thế mà lại chuyên môn đi kiểm tra thân phận đây là tuần bổ của vạn giới a Nghe nó, mà hiện tại, điểm bảng trên người Tô Vũ chấn động một cái, hắn cấp tốc lấy ra nhìn, giờ khắc này, bảng danh sách đã thay đổi thông tin, hạng 18 thiên bảo, Tô Vũ 19 tuổi, thiên tài của nhân cảnh đại minh phủ, xuất thân từ đại hạ phủ, thiên tài đa thần văn hệ, chiến tích, đánh giết Lăng Vân Cửu Trọng, mà tần phóng, vị Lăng Vân Lục Trọng từng giết sơn hải tam trọng lại rớt xuống địa bảng, đứng đầu địa bảng, còn hoàng đăng thì trở thành hạng hai địa bảng, Tô Vũ không vui chất vấn, ta có phải Tô Vũ hay không? ngươi đã tự cho đáp án cuốn sổ kia có khả năng cùng loại với truyền phủ truyền tin ngay cho liệp thiên các từ đó tô vũ trực tiếp tiến vào vị trí cuối của thiên bảng hắn mới đến đây chưa được mấy ngày a à. hắn từ hoàng bảng xuất nhập vào vị trí cuối thiên bảng chính tô vũ còn thấy phiền muộn ta cần đại danh đại khí như thế mà làm gì ta sẽ bị người để mắt tới quá nguy hiểm ngươi đau mặt nạ nghe vậy liền trần chờ một chút nhi nghĩ rồi gật hù viết xuống một vài chữ lại một lát sau bảng danh sách đã có biến hóa Tô Vũ còn nghi vấn. Cho khảo chứng nhiều thêm mấy chữ, Tô Vũ thổ huế, nghệ nó, cái bảng danh sách này còn có thể làm như thế. Ngươi đeo mặt nạ cười khẽ, ngươi thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, Liệp Thiên Các sẽ tự cho ra suy đoán của mình. Dứt lời, y liền muốn rời khỏi, Tô Vũ vội vàng gọi lại, tư liệu của ta đâu, ngươi chưa hiển lộ chân thân, ngươi đâu có bảo là ngay lập tức phải hiển lộ dứt lời, Tô Vũ biến thành bộ dáng của mình, ngươi đeo mặt nạ kia khựng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, cười khẽ, nhân tộc thiên tài quả nhiên đều rất thú vị đơn giản mà nói đều có hơi mất thể diện ty từng gặp tần phóng lập hoàng đàng bây giờ y lại thấy tô vũ đều có một chút đặc trưng chung sau một khác một quả ngọc phủ bay tới tay tô vũ mà tô vũ thì vội vàng dùng hỏa thần văn thiêu đốt một phần sau đó lại dùng thủy thần văn thanh tẩy một cái tiếp đó lại dùng chữ kiếp dò xét một lượt sau hàng loạt cử động lúc này hắn mới an tâm nhận lấy ngọc phù người đeo mặt nạ thấy tim mình mệt mỏi ghê gớm thật đấy ti rất ít khi lặp được ra hỏa nào thế này quá cảnh giác nhưng nói hắn cảnh giác cũng không hẳn hết lần này tới lần khác lá gan của đối phương cực lớn nếu không muốn bại lộ ngươi nhất định phải chạy tới thiên đoạn cốc làm gì một người vô cùng mâu thuẫn vô cùng phức tạp có lẽ đây chính là thiên tài ngươi đeo mặt nạ dưới đi thanh âm quanh quẩn bên tai tô vũ muốn giao dịch chuyện gì thì có thể viết lên thứ cần giao dịch trên điểm bảng đó chính là thứ cùng loại với truyền phủ mài ra không còn tác dụng gì khác ồ tô vũ đáp qua loa không nói gì định vị thì sao nhất định là có gia hỏa đeo mặt nạ có thể chân xác tìm tới chỗ của mình nhất định là do điểm bảng hắn biết ngay thứ này có thể định vị mà nhưng tình hình của liệp thiên các có vẻ hơi phức tạp hình như họ không trực tiếp ra tay giết người hoặc là nói không ai bỏ ra cái giá xứng đáng thì bọn hắn sẽ không tùy ý giết người tô vũ đổi vị trí để suy tư một chút có lẽ trong mắt họ những thiên tài trên bảng danh sách đều là lá bài tẩy của họ định vị thiên tài kích thích giết thiên tài đều là một loại giao dịch bỏ ra cái giá xứng đáng thì bọn hắn sẽ đi làm, không trả giá đắt thì tất cả thiên tài đều là nội tình của bọn họ. Hắn và người mặt nạ nói chuyện với nhau một hồi, mà hiện tại, Madana vẫn còn đang từng bước đi qua cửa thành, ma diễm mập trời, bốn phía, xin linh vây xem cũng nhiều hơn. Tô Vũ nhìn một hồi, tiên lặng bắt đầu xem tư liệu người đã mặt nạ mới đưa cho. Madana nổi điên làm gì chứ? Nhất định cứ phải đi cái cửa kia, có cái gì khác biệt sao? Tô Vũ không để ý chuyện khác, nhưng hiện tại, chư thiên vạn giới, Phan là cường giả cầm bảng danh sách trong tay thì đều nhao nhao lấy ra xem hàng 18 thiên bảng tô vũ con nghi vấn tô vũ tên của thôi lãng biến mất đổi thành tô vũ trực tiếp tiến vào thiên bảng và giới chỉ có 18 vị thiên tài tiến vào thiên bảng bây giờ tô vũ đã tiến vào hắn đứng vị trí cuối đó là bởi vì hắn giết lôi tuyệt tên này chưa tới sơn hải cũng có liên quan đến chuyện tô vũ mới chỉ tiến vào lang vân tí trí lực của hắn là lang vân nhất trọng còn chưa triển lộ ra bản lĩnh chiến đấu vực một đại giai tuy lực bộc phát có thực lực sơn hải lôi tiệt cũng đã giết qua sơn hải nhưng liệt thiên bảng không chỉ thống kê dựa vào thực lực chương 1323, tòa thành bí ẩn đại hạ văn minh hoặc phủ tu tâm các từng tin tức được truyền tới khi vạn thiên thánh lấy ra truyền phủ nhìn bảng danh sách mới nhất thì ông liền mệt mỏi ngửa đầu nhìn lên trời lang vân chiến sơn hải lang vân thì thào một tiếng tông nhìn về phía trần nhà trong mắt có nhật nguyện luân truyền thứ ta nhìn thấy đến cùng là cục diện gì sơn hải cùng tô vũ đối chiến rốt cuộc là ai sơn hải mấy trọng ông không quá chú ý tới sơn hải nhất trọng là sơn hải mà sơn hải cửu trọng cũng là sơn hải gia hỏa này đấu với sơn hải nào của tộc nào đây đó không phải là ở chư thiên chiến trường không phải hiện tại ông thì thào một tiếng sẽ không gần như vậy không đâu sau khi tô vũ nhập học ông mới vận dụng thông thiên kính để quan sát tương lai hao phí mất trăm năm bây giờ còn chưa tới một năm đến tháng tháng thì mới là một năm ta không tin ngành nó ngươi chờ đó a à? ta không phục sớm biết thứ mà ta nhìn thấy chỉ là thời gian trong tương lai gần thì còn lâu ta mới nhìn. Tuy đó chỉ là một trong ngàn vạn loại khả năng, nhưng ông hao phí nhiều năm tuổi thọ để quan sát. Quan sát thời gian càng ngắn thì đại biểu khả năng này càng lớn, vượt qua tuyến thời gian không dài. Ai? Ông thở dài một tiếng, tới quá nhanh, hết thẻ không nằm trong khống chế của ta. Còn nữa, vì sao Tô Vũ bỗng dung lại muốn đến chư thiên chiến trường gây sự? Hơn nữa hắn còn gây chuyện quá lợi hại, thật sự cho rằng không ai có thể giết ngươi à? dù là thiên tài đi chăng nữa là vô địch thì cũng dễ dàng bị đối phương dùng một bàn tay chụp chết ngươi lắc đầu tông không suy nghĩ thêm nữa hà mập mạp có lẽ sẽ nghĩ cách chiều cố hắn người thu được những tin tức này không nhiều nhưng cao tầng đều có tuyến tình báo của riêng mình đại minh phủ trên dưới tâm đảo như bách đạo mời thôi lã uống trà uống xong thì cười hì hà nói ta đã nói không được bao lâu mà ngươi không cần lo lắng nhìn xem hiện tại đâu phải lo nữa tiểu tử kia tự lộ thân phận rồi nói thì nhẹ nhõm trong lòng ông lại đang điên cuồng mắng nghẹ nó không phải ngươi nói đi di tích lấy thiên nguyên khí sao làm sao ngươi lại trèo lên thiên bảng mùi vậy ông sắp tức nổ phổ rồi ủng công ta che giấu tung tích cho ngươi. mà nói đi cũng phải nói lại tiểu tử này quá trương dương tần tang kiểu gì cũng không được đại minh phủ ta luôn khiêm nhiều rất kín tiếng chúng ta cũng chỉ làm ra thiên địa dị tượng hối chết ít nhật nguyệt thôi không có làm gì khác mà vì sao khi ngựa y đến chư thiên chiến trừ lại cứ như hổ được thả khỏi lồng thế gây chuyện thì phi khắp nơi đối diện thôi lãng chậm rãi uống trà Lật vật đầu có điều trong lòng vẫn không thể bình tĩnh nổi đương nhiên ta biết hắn sẽ sớm bại lộ nhưng mà ta vẫn sẽ vào phiền phức thôi nghĩ đến đây thôi lãng thở dài một tiếng phủ trưởng ta cảm thấy ta vẫn sẽ xong đời hưởng một người bạn ở đại đường phủ vừa mới truyền âm cho ta nói trình lão đầu bỗng phá nổ tung nhà mình ta đang nghĩ tông ấy muốn giết ta hay là muốn giết tô vũ nay cảm thấy thế nào quên mất tên kia Ngưu Bách Đạo nhìn y, nửa ngày xong mới trả lời, có thể là muốn giết ngươi đấy. Sau đó đi bắt Tô Vũ. Bức Tô Vũ thành thân với tôn nữ của hắn. Ngươi cảm thấy đúng không? Thôi lãng gật đầu, khả năng này đúng là rất lớn. Trước cổng thiên diệt thành, Tô Vũ yên lặng tra xét tư liệu. Ngươi đeo mặt nạ cho hắn không nhiều tư liệu lắm, nhưng có thông tin về cửa thành, chính cổng ra vào. Cổ thành bình thường đều có chín cổng, ở giữa là cổng chính, Sở Dĩ Ma Đa muốn đi từ cổng chính là bởi vì nghe nói vào thành từ đó sẽ thấy được thứ khác biệt, thu hoạch được cơ duyên không bình thường. Mà nếu đi cổng chính thì tính an toàn tăng nhiều. Chuyện Tần phóng giận hắn không nên dừng lại quá ba ngày cũng được giải thích. Ở trong cổ thành, một khi dừng lại vượt qua ba ngày thì sẽ gặp phải nguy cơ vô hình. Có một số người trực tiếp mất tích, vĩnh viễn tìm không thấy. Có một số người sẽ chết oan uổng, không tìm được không thủ. Có kẻ thì phát điên, có kẻ bị phế đi. Càng là cường giả thiên tài của đại tộc thì càng dễ to ngộ nguy cơ. Về phần nguy cơ là cái gì thì nó không nói. Trong vòng 3 ngày nhất định phải rời khỏi. Đương nhiên, nếu đi vào từ cổng thành chính thì nguy cơ sẽ giảm bớt. Điểm này cũng có gì chép. Bất quá cổng chính không phải ai cũng có thể đi khoa. Cửa thành cứ mở ra như thế. Nhưng vào thế nào thì cần phải xem thực lực, xem thiên phú, xem cơ duyên. Không phải cứ thực lực càng mạnh thì càng dễ tiến vào. Nhưng một điều có thể khẳng định chính là xác suất thiên tài đi vào sẽ lớn hơn so với cường giả. Thiên tài đằng không cảnh có lẽ có thể đi vào nhưng cường giả nhật nguyện lại là chưa hẳn có thể thông qua cổng chính, rất mơ hồ. trong cổ thành có cơ duyên cũng có nguy cơ, mà ở trong cổ thành cũng có một vài điều rất đặc thù. nếu định cư ở cổ thành thì sẽ không bị thời hạn 3 ngày ảnh hưởng. vậy định cư như thế nào? rất đơn giản, tìm một căn nhà không người, ở lại cổ thành 3 ngày, mỗi đêm ném ra ngoài cửa trước một tấm nọc bài có dính máu và khí tức của ngươi, làm như vậy liên tiếp 3 ngày, sau đó ngươi sẽ được coi là cư dân chính thức của cổ thành. đến lúc đó. Ngươi có thể quanh minh chính đại ở lại cổ thành Bây giờ, trong cổ thành có không ít sinh linh như vậy Về phần điện cư rồi có ảnh hưởng gì hay không thì tô vũ không biết Trong mạc phủ cũng không có gì chết Nhưng tô vũ cảm giác hẳn không phải chuyện gì tốt Ngươi ở bên ngoài tới đều nói tốt nhất chỉ ở lại ba ngày liền rời đi Tần phóng, hoàng đăng đều từng nhắc nhiều tô vũ Nhiều nhất chỉ 3 ngày Mà sở dĩ nói trong cổ thành có thể an toàn hơn bên ngoài Là bởi vì sau khi ngươi y tìm nhà không y rồi vào tránh Phong vừa đóng cửa thì ai cũng không vào được cửa phần cũng là một thứ đặc thù, không thể hủy hoại, bị người đuổi giết, chạy vào thành tìm một căn nhà trốn tránh, không ra ngoài thì đối phương muốn dò xét cũng khó dò ra được ngươi. Đây chính là chỗ tránh nạn, đương nhiên, cách này cũng rất nguy hiểm, có một số gia hỏa không vào thành mà chỉ ở ngoài thành chờ ngươi, ba ngày sau ngươi nhất định sẽ ra ngoài, cho nên dù là vào thành thì cũng không có nghĩa là trăm phần trăm thoát nạn an toàn, ở trong cổ thành, tốt nhất đừng động võ, không nên chơi chọc cư dân cổ thành, ra khỏi thành thì không tính, ra khỏi thành thì không tính tô vũ nhớ kỹ điểm ấy nhìn về phía những sinh linh bên cạnh cửa thành những sinh linh này là ở tạm hay là cư dân của thiên diệt thành vậy mà đà nà giết hai tên đó là người ngoài hay là cư dân bất kể như thế nào họ đều ở ngoài thành có lẽ giết cũng không có vấn đề gì trong cổ thành có một số kẻ lưu lạc từ các giới vực bị diệt bọn họ không nguyện ý trở thành cư dân cổ thành mà là chọn mỗi lần ở lại ba ngày ba ngày sau ra khỏi thành ra khỏi thành rồi lại vào thành đây cũng là lý do vì sao phụ cận cửa thành không ngừng có người vãng lai, về phần số lượng phòng ốc trong đó thì nhiều đến dạ người, dung nạp ngàn vạn người đều không khó khăn gì. Cho nên sẽ không sợ tiến vào lại tìm không thấy phòng trống, một tòa cổ thành cũng không có nhiều sinh linh đến định cư như vậy. Chương 1324, làm bản thân mạnh lên trên Ngọc Phù còn nói rõ một điểm đừng ở trong những nơi trọng yếu, càng là nhà ở hạch tâm thì càng nguy hiểm, cổ thành thông thường đều là khu vực có hình tròn trong thành là phủ thành chủ bốn phía có một vòng lại một vòng tản ra tổng cộng có 36 vòng phù hợp với số lượng thiên cương tam viên 60 tròng hơn 220 sao nhị thập bát tú hơn 160 sao còn lại hàng ngàn vì sao khác được nhóm thành các tròng và một số sao độc lập các tròng này được gọi chung là các tròng thiên cương tinh và địa sát tinh để cho đẹp đẽ con số và phù hợp với cơ số chính vốn được coi là cơ số hoàn thiện của trời đất người ta thường nói là 36 thiên cương và 72 nhị sát càng là bên ngoài thì tính an toàn càng cao càng là vòng trong thì tính nguy hiểm càng lớn cảnh họa y lai đều chọn ở lại tại vòng bên ngoài họ không trông cậy vào cơ duyên gì mà chỉ muốn tìm chỗ đặt chân trên chiến trường chư thiên tránh bớt đi nguy cơ và hỗn loạn có rất ít người sẽ đi vào nhà trong hạch tâm dù là cư dân cổ thành thì đa số cũng chỉ ở bên ngoài cư dân vòng trong có số lượng cực ít càng xen càng thần bí thần bí hề hề tô vũ hơi bất ngờ chư thiên chiến trường có cả đống vô địch nhân tộc còn có hơn mấy chục vị thần ma tiên yêu cũng có không ít cộng thêm các chủng tộc bách cường đều có vô địch tọa chấn, toàn bộ vạn giới. Số lượng vô địch cũng phải mấy trăm vị, nhiều vô địch như vậy mà tin tức tỉ mỉ về cổ thành lại không có ư, cùng lắm thì trực tiếp lật ngược tòa thành cổ thành này là được rồi. Ngay tại khi Tô Vũ còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên có thanh âm ồn ào xôn xao vang lên, tiến vào. Vào cổng chính rồi, Madana thật đáng sợ, quá mạnh, Tô Vũ vội ngẩng đầu nhìn sang, thấy Madana đã chính thức bước vào cổ thành, cửa thành to lớn mở rộng, chỉ có gã là ma diễm ngập trời sừng sững ở cửa thành madana quay đầu nhìn thoáng qua cổng thành thanh âm sâu kín tô vũ cũng tốt thôi lãng cũng được có hứng thú vào thành chơi đồ không đến chư thiên chiến trường mà không vào cổ thành thì sẽ rất tiếc muối. cổ thành rất thú vị lần trước ta đi thiên xảo thành vào ở nhà vòng thứ 18, cực kỳ thú vị ngươi có muốn thử một chút không lời này vừa nói ra tô vũ còn chưa nói gì thì sắc mặt những sinh linh khác đã lộ ra vẻ rung động cùng sợ hãi vào ở trong vòng thứ 18, tám nơi đó thuộc về khu vực bán hạch tâm lần này ta sẽ đi sâu hơn so với việc giết chóc thì vào những địa phương bên trong còn lấy được nhiều chỗ tốt hơn ma đan na cười nhạt một tiếng không nói thêm gì nữa lã quay đầu đi thẳng vào trong giết tô vũ giết tần phóng giết hoàng đằng mục đích là để làm gì chính là khiến bản thân mạnh lên tề phân diệt chưa đối thủ suy nghĩ nhiều quá vô địch nhân tộc còn chưa chết sạch diệt chưa đối thủ làm gì không có ý nghĩa thế hệ thanh niên tranh phong cũng là vì để càng mạnh hơn Bản thân mạnh lên thì mới có cơ hội chứng đạo vô địch, trở thành chủ cột vững vàng cho bản tộc, trở thành bá chủ các tộc, quét ngang chư thiên. Lã tiến vào, mà Tô Vũ lúc này cũng đã hiện lên thân ảnh, sắc mặt biến đổi một chút, biến thành bộ dáng nguyên bản của chính mình. Thiên bảng đều đã nói hắn là Tô Vũ, hắn cũng không muốn che giấu tung tích nữa. Trong tư liệu di chép có nói vô địch sẽ không tới nơi đây. Dù có tới thì vô địch cũng sẽ không ra tay với thiên tài của các tộc đây cũng là để đề phòng vô địch chém giết dẫn đến thiên tài các tộc đều chỉ có thể có đầu rút cổ trong giới vực nhà mình đương nhiên tô vũ bây giờ vẫn còn tốt thậm chí ngay cả liễu vân ngạn còn chẳng phải là mục tiêu chính của các tộc mấu chốt là hồng đàng cường giả đa thần văn nhất hệ nắm giữ phương pháp chia tách câu pháp của tô vũ đều đã truyền ra bất qua, nếu hắn có vô địch chi tư hiện tại xem ra hy vọng là rất lớn thân thể vô địch còn tốt một khi văn minh sư đạo lại là vô địch thì sẽ rất phiền toái dù sao hiện tại hắn chính là mục tiêu quan trọng thứ hai sau hồng đàm vị trí thứ ba mới đến phiên liễu văn nạn đương nhiên chu phá long đã vì bọn họ mà chia sẻ không ít áp lực tô vũ hiện thân mai cửa thành bỗng nhiên có một số sinh linh cấp tốc vào thành tô vũ liếc qua huyền khải nhất tộc kiểu dáng áo giáp đó rất dễ thấy vừa nhìn liền nhận ra thiên diệt thành hắn nhớ kỹ hồng khải từng nói vã đến từ thiên diệt thành nói như vậy địa phương quỷ quái này là địa bàn của thiên diệt thành không phải chứ mà bên ngoài tòa thành cổ này còn có nhân tộc, một vị lão giả nhân tộc bỗng nhiên hô, "Tiểu hỏa tử, ngươi muốn vào thành a. À? Chạy đi, ngươi là thôi lãng đã giết Thanh Khải và Huyền Khải bây giờ gọi là Tô Vũ đúng không? Nhanh chạy đi, Huyền Khải nhất tộc có vài chi sở ở gần đây, trong thành cũng có một bộ phận, trước đó đã có một đám tới thiên đoạn cốc vây giết ngươi. Hiện tại vẫn chưa trở về nhân tộc, Tô Vũ hơi bất ngờ. Cũng thấy hơi kỳ quái về quy tắc của tòa thành cổ này, vạn tộc trong thành đại bộ phận đều sẽ bình an vô sự." nhân tộc và thần ma cùng tồn tại cũng rất bình thường chém giết rất ít trong thành mà dám động thủ bình thường hậu quả đều rất khó dự liệu tô vũ đáp đa tạ đại thúc nhắc nhở bất quá vào thành rồi thì bọn hắn không dám động thủ nhỉ lão nhân ngợt đầu đúng là không dám nhưng cũng nên ra khỏi thành đừng để bị người ta vây ở trong thành sau ba ngày nếu không ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm huyền khải nhất tộc có nhật nguyệt đóng quân ở đây tô vũ thản nhiên nói nhật nguyệt huyền khải nhất tộc đáng gờm lắm sao không dám giết thiên tài tộc khác mà dám giết thiên tài nhân tộc ta, nhật người phây giết ta. Ta không sợ, vô địch tộc ta sẽ xuất thủ, lão nhân muốn nói lại thôi, ngươi có thể kêu gọi vô địch ra mặt cho mình sao? Lão không quá quá rõ ràng về đãi ngộ của thiên tài cấp bậc này, lão nhân cũng không phải thiên tài gì. Đương nhiên, tại chư thiên chiến trường lăn lộn nhiều năm, lão cũng có thực lực sơ nhập sơn hải, nghe vậy bè nói. Tiểu hỏa tử, ngươi có thể làm cho vô địch xuất thủ, nếu là như vậy quả là khiến nhân tộc ta được nhờ, vô địch tộc ta rất ít xuất thủ tay lão thở dài một tiếng không dễ chịu gì nhân tộc có không ít vô địch chiến lực cũng không yếu nhưng bởi vì bị thần ma hạn chế và yêu tộc uy hiếp cho nên vô địch nhân tộc một mực giữ vững một mẫu ba phần đất chiếm lấy phía đông của đông Luyện cốc dĩ nhiên bọn họ cũng từng xuất thủ qua phía tây đông Luyện cốc vô địch nhân tộc hiếm khi ra mặt những nơi như thiên đoạn cốc đại bộ phận cũng đều là hình thành từ mấy trăm năm khi mới vừa chinh chiến kể từ đó nhân tộc tuy mạnh như lực uy hiếp lại không mạnh bằng thần ma tiên yêu. Tô Vũ bất đắc dĩ. Ta đương nhiên không thể liên lạc với vô địch nhân tộc ra mặt vì ta, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Lão giả này thật sự không biết nói chuyện gì cả, ta chỉ đang đe dọa dạ đối thủ một chút, ngươi thì hay rồi, lại muốn ta tìm vô địch xuất thủ để uy hiếp, ta tìm ở đâu đây, mà ma na đã vào thành, hay là ta bỏ chạy nhỉ, dù sao hiện tại cũng an toàn rồi. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bèn chuẩn bị lên đường, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nhất định cứ phải vào thành làm gì. Nguy hiểm biết bao, ta cũng đâu có trông cậy vào thành lấy được chỗ tốt. Sau một khắc, Tô Vũ hóa thành một cơn gió nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 1325, chết vì cười thì không tốt đâu, Tô Vũ hóa thành một cơn gió nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ yên tĩnh, thê lương như gió thu quét lá rụng. Phía dưới, lão giả ngây ngốc, nửa lay sau lão mới đang chắc cười một tiếng, lại nó, ngươi đi luôn đi. Đậu má, ngươi một mặt ngạo nghĩ, một bộ huyền khải nhất tộc thì tính là cái gì chứ ta còn cho là ngươi sẽ thật sự triệu hoán vô địch đến giết người kết quả ngươi lại chạy bốn phía đầu tiên là yên tĩnh một hồi tiếp đó là tiếng cười vang vang nhân tộc ha 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 tiểu lão đầu ngươi còn muốn vô địch nhân tộc xuất thủ làm chỗ dựa cho người nhân tộc bị thần ma áp chế long tộc cùng các đại tộc uy hiếp vô địch còn không dám ra khỏi đông liệt cốc ngươi mau hết hy vọng đi vừa rồi là tô vũ hà là tô vũ mới thay đổi bảng danh sách thiên bảng phải không cười chết ta một đám sinh linh đều đang nghị luận chúng sắp bị chọc cười chết rồi gió nhẹ lướt qua con thiếu lá dụng thêm chút lá dụng nữa sẽ càng hợp với bầu không khí bấy giờ tất cả mọi người đều bật cười cười chết sao ngay một khắc đó cái đầu của tên vừa mới nói rằng cười chết ta bỗng nhiên rơi xuống bốn phía yên tĩnh đến dọa người sau một khắc tô vũ bộc phát khí tức sơn hãi chén ra khai thiên nào một tiếng ầm vang lại thêm một tên mãnh hổ cười quá càng rỡ bị hắn chém thành hai đoạn ẩn thân liễm tức đại chùi nện xuống bịch một tiếng biển ý chí của một con cự lang bị nện sụp đổ trong nháy mắt những sinh linh khác nhau nhau trốn chạy từ tán thân ảnh tô vũ biến mất một lát sau hắn xuất hiện ở phía xa xa bình tĩnh cất tiếng chết cười ư đừng có mốc thế chết vì cười sẽ không tốt đâu im áng trong chớp nắng này ba con đại yêu đã bị hắn chém chết trong đó có một tên là sơn hải nhất trọng sợ hãi, rung động, mà trên thiên bảng. Chiến tích của Tô Vũ trực tiếp từ giết Lăng Vân Cửu trọng biến thành giết Sơn Hải nhất trọng, hiện tại, trên đầu Tô Vũ có một đám mây màu xuất hiện, Tô Vũ dương tay vào một cái, một đôi bao tay hiển hiện, đinh khí, hóa binh. Bất quá không phải binh khí địa giai mà chỉ là huyền giai đỉnh phong, một đôi bao tay, cổ đúc pháp. Tô Vũ cũng không ghét bỏ, tuy rằng chính hắn có thể rèn đúc, nhưng vừa cầm đôi bao tay này vào tay thì hắn tiền phát hiện thủ pháp rèn đúc khác với những gì hắn nắm giữ, cho nên nó có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Trên thiên bảng, Tô Vũ vừa mới rồi còn là hạng 18, chỉ vành vẹn vài phút, hắn đã thành hạng 17, tăng lên một bậc, lôi tiệt đã bị giết, vừa rồi hắn thôn phệ một giọt tinh huyết, ám sát một gia hỏa vừa vào sơn hải nhất trọng, nói khó thì rất khó. Nói đơn giản, thì cũng chỉ như vậy, Tô Vũ không coi ra gì. Nhưng bốn phía, những sinh linh kia đều sợ tới ngây người, hôm nay đúng là có quá nhiều cày chui xẻo, đầu tiên mà Đa Na tới giết hai vị, ít phút sau, Tô Vũ lại tới giết thêm ba người. Quả nhiên, những thiên tài này đều không thể trêu chọc, mà Tô Vũ lấy được thiên địa ban thưởng xong thì sùi cười một tiếng, lại lần nữa trốn vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Có điều lần này không ai dám tùy tiện bình luận về hắn nữa, ai biết được hắn đã đi thật hay chưa. Hắn ẩn tàng khí tức khiến người khác rất khó phát hiện. Đương nhiên, đám thiên tài như Madana bọn họ có thể phát hiện ra Tô Vũ thì cũng không kỳ quái. Tô Vũ có thủ đoạn do xét thì những đỉnh cấp yêu nghiệt ấy hẳn cũng có, Tuy chân quý nhưng cũng phải xem là đối với người nào, thì ma tộc truyền thừa vô số năm, sao có thể tiếc những vật như vậy với đỉnh cấp thiên tài của bản tộc, dưới mặt đất. Lão già nhân tộc rung động đến giữ người, vừa rồi trong ba đầu đại yêu bị giết, tại tiến nhập sơn hải kia có thực lực tương đương lão, kết quả chỉ vòn vẹn vài giây thế mà bị giết rồi, xem chiến tích thì đúng là nhì không ra cái gì, chiến tích trước đó của Tô Vũ là giết Lăng Vân Cửu Trọng, bọn họ không biết Lăng Vân Cửu Trọng đỉnh cấp thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn họ là sơn hải Tô Vũ không có chiến tích giết Sơn Hải nên họ chỉ cảm thấy Tô Vũ có thể sánh bằng các cường giả giết Sơn Hải là bởi vì hắn. Con nhỏ tuổi nên chiếm ưu thế, nhưng hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão nhân hơi xúc động, lại không khỏi tiếc nuối thở dài. Tình hình của nhân tộc tương đối khó khăn, nếu không, lấy thực lực nhân tộc thì những tiểu tộc kia làm sao dám trào phúng bọn họ. Những thiên tài nhân tộc ở ngoại giới cũng giết rất, rất có tiếng. Đại Tân Phủ tần Phóng, Đại Hạ Phủ Hoàng Đăng, Đại Minh Phủ Tô Vũ, Đại Thương phủ Thương Thiên Hạo thế hệ tuổi trẻ này đều có thanh danh không nhỏ, mà từ thủ nhất đại còn sống, kỳ thật cũng có rất nhiều cường giả nhân tộc có danh tiếng lớn, Hồng Đàm cũng là một trong số đó. Hồng Đàm đã từng lên liệp thiên bảng, bao gồm cả thời của Hạ Long võ cường đại thì cường đại, thế cục ngoại giới vẫn khiến nhân tộc ở vào mịch thế trên chư thiên chiến trường phải địch lại quá nhiều người. Liên tiếp có mấy vị cường giả bị giết, bốn phía cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, mà những giáp sĩ thủ vệ ở cổng thành căn bản không thèm để ý tới những chuyện đó cứ như thể hoàn toàn không nhìn thấy hành vi giết người của Madana và Tô Vũ. Một vị sơn hải cảnh đi ra khỏi cửa thành, thản nhiên nói. Nhân tộc Tô Vũ muốn vào thành không? Vào thành thì cần giao nộp phí tổn. Thi thể ba đại yêu này coi như phí dụng. Trong một năm ngươi có thể tùy ý lui tới thiên diệt thành. Tô Vũ không vui hỏi. Vì sao Madana không cần giao nộp phí tổn? Vị sơn hải nọ bình tĩnh đáp. Nếu ngươi có thể chấn nhiếp thiên diệt thành thì ngươi không cần phải giao phí vào cửa. Madana chỉ giết được sơn hải thất trọng, thành chủ các ngươi lại là nhật nguyệt cửu trọng chẳng lẽ lại sợ gã cương gia sơn hải thẳng thắn đáp không sợ nhưng sư phụ madana là vô địch tàng tổ cũng là vô địch bọn họ đều từng xuất thủ vì gã thành chủ kiên kỵ thế lực trốn lưng cho gã lời giải thích này ngươi hài lòng không hài lòng tô vũ thở dài lè nó đến chỗ nào cũng cần có bối cảnh ta rất hài lòng với lời giải thích của ngươi không làm bộ làm tịch rất thẳng thắn ngươi ta có tàng tổ là vô địch sư phụ là vô địch lại đều đã từng xuất thủ vì gã ta phục được thôi ta giao Tô Vũ cười cười, đóng tiền thì trong một năm có thể tùy ý tới nhịp, trong ngươi. Dù sao ta chỉ tiện tay giết, tiêu hao một giọt sơn hài tinh huyết mà thôi, đều cho ngươi hết đấy. Đầu năm nay, thực lực không bằng người, không được khiêm tốn một chút à. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất, một lát sau, trong thành, mấy vị cường giả huyền khải nhất tộc vội vã đi ra, vì dẫn đầu bộc phát ra khí tức sơn hải đỉnh phong, họ cấp tốc ra khỏi thành, do xét bốn phía một phen lấy ra định nguyên dịch không khác lắm thứ tô vũ tịch thu được từ chỗ thanh khải trước đó họ tiếp tục dò xét không hề tách ra huyền khải nhất tộc không dám xem thường tô vũ đối với những thiên tài này bất kỳ chủng tộc nào cũng đều sẽ không dám coi thường đối phương thân tán thì rất dễ dàng bị hắn phục kích ai biết ra hỏa tô vũ đã đi hay chưa về phần trong thành kỳ thật vốn là có một vị nhật nguyệt chấn giữ đáng tiếc vị ấy đã sớm rời đi tới mai phục ở thiên đoạn cốc tiên tộc đã thông báo như nào biết được người ta không chạy về hướng đông lúc ấy thần văn chữ kiếp của tô vũ điên cuồng nhảy dựng lên cũng không đơn thuần chỉ bởi vì ma đa na giờ phút này không có nhật nguyệt càn quét tứ phương sơn hải đỉnh phong dẫn đầu cũng rất khó tìm ra hành tung tô vũ hơn 10 vị cường giả huyền khải nhất tộc tập hợp một chỗ dọc theo tường thành gió xét một lượt nhưng vẫn không thu hoạch được gì lại qua một hồi đầu lĩnh sơn hải của huyền khải nhất tộc mới lạnh lùng cất tiếng tô vũ cũng tốt thôi lãng cũng được giết hai vị tuyệt thế thiên kiêu của tộc ta tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Huyền Khải nhất tộc cũng là chủng tộc Bách Cường. Tộc trưởng là vô địch cực kỳ cường hãn, ông từng bắt giết một đầu đại yêu vô địch, khi ông hợp thể thì có thể chiến với đỉnh cấp vô địch. Một khi tiến vào Huyền Khải giới, được giới vực chi lực gia tăng thì bất kỳ vô địch nào đột kích ông cũng không sợ, nghiêm ngặt mà nói. Tông ta còn cường đại hơn cả Long Tầm Vương, Long Tầm Vương và Diệt Tầm Vương tranh đấu nhiều năm như vậy nhưng đều bình an vô sự, Huyền Khải nhất tộc càng sẽ không sợ gì, nhưng tộc tim mạnh nhưng còn có địch nhân là thần ma nhìn chằm chằm nhân tộc muốn đơn độc diệt trừ một tộc nào đó thì vạn tộc đều sẽ không đáp ứng bởi vì việc nhân tộc tiến vào các giới khác mà không chịu sức áp chế gì vẫn luôn là điều khiến cho chư thiên kiên kỵ giết một chủng tộc vô địch có thể dẫn phát toàn bộ vạn tộc đối địch thỏ tử hồ bi môi hở răng lại những đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu ngay khi vị cường giả huyền khải tộc này nói chuyện chợt có tiếng nổ ầm vang một bộ khôi giáp từ trên trời rớt xuống liền ngay sau đó cũng có một tráng hắn hạ xuống đất toàn thân đậm máu chương một uy danh của long võ đại quân lão đầu tử tráng hắn bị thương rất nặng toàn thân đều là vết máu thế nhưng tâm tình không tệ khó nhọc cất tiếng không bỏ qua không bỏ qua kiểu gì hà, tô vũ ở đây ư mẹ nó làm hại lão tử chạy mấy vòng gặp phải thứ quá cứng rắn chặt một ngày đều không chặt nổ được thống lĩnh cương già sơn hải đỉnh phong của huyền khải nhất tộc nhìn thấy bộ áo giáp rớt xuống đất thì quá sợ hãi đi thiết la lên một tiếng không nói hai lời đã kéo đám huyền khải nhất tộc khác vội vã vào thành chạy trốn mà hiện tại ở cửa thành những sinh linh khác đều đã nhao nhao trốn chạy duy chỉ có một vài giáp sĩ vẫn còn ở cửa thành thủ vệ những sinh linh khác trốn vào thành lấm lét đứng quan sát ở cửa ai ai cũng ôm lòng sợ hãi kẻ mặc áo giáp đã mất mạng kia là nhật người của huyền khải nhất tộc trong thành giáp sĩ sơn hải trước đó nói chuyện thấy rõ mặt chàng hắn nửa ngày sau mới ngập ngừng mở miệng dịnh bình trịnh bình cười ha hả là ta con nhận biết ta à trịnh bình kiêu ngạo nhìn lướt một vòng không thấy ai thì mới ngạc nhiên hỏi tô vũ đang ở đây sao sao hắn lại tới đây được ta chỉ biết có thôi lãng hoàng đàng còn tô vũ là chuyện gì dứt lời ông lại nhìn về phía đám người trong thành cười cười móc tay ra đây đi ta sẽ chơi cùng các ngươi để xem các ngươi không thể bỏ qua cho thiên tài tộc ta kiểu gì một đám rác rưởi chủng tộc phế vật lại dám phân cao thấp với nhân tộc lẹ nó quá cản rỡ thái độ của trịnh bình ông cuồng vô cùng lúc bấy giờ trông ông nào còn tư thái của phủ trưởng mà y hệt như một tên ác ôn hung dữ một cước dẫm lên trên áo giáp một tô nhật nguyệt cảnh của huyền khải tộc đã mất mạng dưới tay ông Trện bình dẫm cho đại địa dạn nứt cười lạnh một tiếng quát một đám ót con không thu thập các ngươi thì lại tưởng nhân tộc sợ các ngươi sao huyền khải nhất tộc rất đáng hờm huyền khải vương tốt nhất mau ra cổng mà xem xem thống lĩnh của các ngươi phế vật như thế nào kim áng giờ khác này vị cường giả nhân tộc mới vào nhật nguyện lại ở đây hoành hành bá đạo không kiên nể bất kỳ ai trịnh bình đạp áo giáp mấy cước cười mắng, thật là cứng, mang về, ta muốn tìm người chế tạo, thứ đồ chơi này đúng là đồ tốt, rớt lời, ông nhặt áo giáp vừa mới vứt xuống lên, ánh mắt ông hung ác nhìn thoáng qua những sinh linh trong thành, nhai răng cười, một đám ót con, lần sau ở trước mặt người đại hạ phù ta thì bớt lại nhảy lại, mấy năm không tới đây giết người. Có phải các ngươi quên thống khổ rồi không? Còn có người ông chỉ một ngón tay vào giáp sĩ Sơn Hải Cảnh, bất nói xấu nhân tộc lại, quên năm đó đại quân Long Võ vệ ta giết tới thiên diệt thành thế nào phủ chủ phủ ta dùng một đao giết cho thành chủ các ngươi kêu cha gọi mẹ ra sao à triện bình hư lạnh một tiếng nhìn về phía phủ thành chủ trong cự thành to lớn quát lạnh đại hạ phủ ta vẫn còn có thể chiến chờ phủ ta rồi hãy phát lối một ngày còn chưa diệt thì các ngươi chỉ là đám cháu trai ta nói các ngươi lại có thể làm gì cháu trai ông mắng rất khó nghe nhưng cả tòa thành lớn lại vô cùng an tĩnh không ai đáp lời triện bình cười lạnh tì có cổ thành làm mai rồi mà lớn lối tòa thành của này không phải là của các ngươi một đám rối mà thôi. Có tin Long Võ đại quân ta vây quanh Thiên Diệt Thành, trừ phi cả một đời các ngươi co đầu rút cổ, bằng không thì bất kỳ ai dám bước ra ngoài đều bị giết sạch không. Sắc khí mút trời, trong thành cũng không phải không có nhật nguyệt, nhưng hiện tại, dù là mạnh hơn trịnh bình thì cũng không ai tùy tiện lên tiếng, Long Võ vệ trên chư thiên chiến trường, Long Võ vệ chính là quân đoàn giết chóc vô song, từng dưới sự dẫn đầu của Hạ Long Võ mà giết ra đông lề cốc, giết vào dục hải bình nguyên, một đường giết tới mấy tòa cổ thành thôi được rồi tuy rằng kết quả địa quân lại không thể vào thành chỉ mỗi hạ long võ vào thành ba ngày sau y ra khỏi thành thì mới mang binh rút lui nhưng mà hơn 10 năm trước hạ long võ một đao kén chút đánh chết thành chủ thiên diệt điểm này thì người biết đến không ít bây giờ đại hạ phủ đã giảm bớt chinh chiến nhưng tất cả mọi người vẫn chưa quên năm đó long võ đại quân giết chóc kinh người thế nào nhớ về hạ long võ còn chưa vào vô địch đã được người đời an bài danh hiệu vô địch ra sao tên thống lĩnh sơn hải bị chỉ thẳng mặt mà mắng lúc bấy giờ cũng không dám hé răng một lời lã vờ như không nghe thấy kỳ thật bọn họ không quá sợ nhưng mà dù là cư dân của thành thì cũng không có khả năng cả một đời không ra khỏi thành hiện tại chọc cho đại hạ phủ điên cuồng chiến tranh thì không cần thiết cũng không nên đi chiều chọc đúng lúc này tô vũ lại hiện thân hắn có chút ngoài ý muốn quan sát trịnh bình tà đệt trịnh bình a bá đạo như vậy tại đại hạ phủ cảm giác ông ấy rất đáng thương luôn bị vạn thiên thánh khi dễ rất nhiều năm nghe nói triệu tướng quân cũng khi dễ ông hồ tổng quản cũng thế mà kỳ hồng thự trưởng cũng vậy đơn nhiên hạ hầu gia lại càng không ngoại lệ không ít nổi đen đều là do ông gánh chuyện lớn một chút thì sẽ do hạ hầu gia đích thân cõng hai vị này đều là người chuyên cõng hộ oan ức phù trưởng chiến tranh học phủ trước kia tô vũ đã từng gặp trịnh bình cũng một phần vì trịnh vân huy rất hay làm nhảm về ông nên ấn tượng trong đầu tô vũ chỉ cảm thấy vị này rất thê lương đại hạ phủ rõ ràng là lấy chiến giả làm chủ kết quả chiến tranh học phủ cơ hồ không có danh khí gì ban minh học phủ bởi vì diệp bá thiên nên vạn tộc đều biết nhưng hôm nay, tại Chư Thiên chiến trường, tại cổ thành thần bí này, hắn lại cảm nhận được Trịnh phủ trưởng rất bá đạo, trên người ông tuy mang thương nặng, nhưng ông đã tự tay chém giết một tôn nhật nguyệt của Huyền Khải nhất tộc, điều này rất đáng sợ, ngay cả bây giờ khi ông đang chặn cổng cổ thành mà mắng người, lại không ai dám ra mặt lên tiếng, bao gồm cả vị thành chủ nhật nguyệt cửu trọng kia, không biết làng lã không phát hiện hay là không để ý. Dù sao gã không lên tiếng cũng chẳng hề xuất hiện, Trịnh Bình không thèm để ý những chuyện này, ông kinh ngạc nhìn về phía Tô Vũ, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi không phải là thôi lãng sao làm sao lại biến thành tiểu tử này ngươi là tô vũ thật à Lấy nó chuyện gì chứ ta không hiểu côi kệ không cần hiểu ông vội hỏi chính sự hoàng đăng và ngô kỳ đâu giữa chừng đã tách ra bọn họ chạy về hướng bên phải rồi ô Chị bình gật gật đầu quan sát khắp người hắn một lượt ngoài y muốn nói hình như ngươi không có chuyện gì đúng vậy ô thế ta đi đây tự ngươi trở về đi ta còn có việc ta phải đi cứu ngươi, quân lệnh như núi. Không nhiều lời với ngươi nữa, nếu ngươi không có việc gì thì mau quay về, đi đường cẩn thận một chút, có mấy tên nhật nguyệt đang mai phục, tựa như là nói đến đây, ông thầm truyền âm. Có lẽ là đám ót co tiên tộc đang tính kế, ngươi kiềm chế một chút, lão tử thật sự còn có việc, ngươi chết là chuyện của đại minh phủ, nhưng hai tiểu gia hỏa kia chết thì sẽ là trách nhiệm của ta tô vũ không biết nói gì. Ngài đúng là thẳng thắn, ta không còn là ngươi đại hạ phủ, cho nên ta chết thì không quan hệ gì với ngài đúng không? Lão đồng tử thật là thực tế, ngài quên tịnh nguyên quyết nhà ngài vẫn là do ta cho à, nhà ngài phát tài. Ngài liền phủi sạch không nhớ tình cảm nữa sao, nhi đến đây, tô vũ vội bảo, trịnh ra ra, ta vừa mới giết mấy đầu đại yêu, ngài có muốn mang đi không? Bị tên kia xem như phí nhập môn mà lấy đi mất rồi. mươi 1327, không có thiên lý đại yêu. Trịnh bình ngoài ý muốn, ngươi có thể giết đại yêu gì cơ? Tông không có điểm bằng nên thật sự không biết tình huống cụ thể. Ông vội vàng chạy đến, vội vàng giết người. Vội vàng định rời đi, Tông còn phải cứu người nên không có thời gian đi quản những chuyện ngoài lề. Giờ phút này nghe thấy Tô Vũ nói giết đại yêu. Ông không quá để ý. Đàng không cũng tốt, Lăng Vân cũng được, trừ phi là thần ma tinh huyết. Nếu không, ông sẽ không bận tâm. Tông vừa nghĩ tới đây. Giáp sĩ Sơn Hải kia đã tỏ vẻ mặt dị dạng, tiện tay vung lên, thi thể ba đại yêu vừa mới bị lấy đi bị vã vứt xuống thở dài nói ngươi đại hạ phủ có thể được miễn phí vào thành trực tiếp như vậy đầu năm nay chính là ngang tàng sợ lỗ mãng lỗ mãng sợ liều mạng bồn thay đại hạ phủ chính là đám người không muốn mạng nó tô vũ nhún ngướng vai ta là người đại minh phủ được rồi không cần giải thích dù sao đừng tiện nghi cho bọn gia hỏa này là được mà trịnh bình nhìn thoáng qua mấy đầu đại yêu kia rồi lại nhìn sang tô vũ sau đó lại nhìn thi thể nhìn tận bài tám lần tông cảm thấy mình xuất hiện ảo giác gặp tô vũ ở đây đã đủ khiến ông thấy ngoài ý muốn có điều ông quá bận rộn có chuyện phải làm nên cũng không định đói hoài tới kết quả đây là cái gì ngươi giết ư sơn hãi ông cảm ứng một thi thể đại yêu trong đó sau đó nhìn qua tô vũ khẽ lẩm bẩm sơn Hải ngươi không phải tô vũ lừa đảo ánh mắt ông lạnh lẽo thủ đoạn gì đây thế mà lừa gạt được ta ta không phân biệt ra được đây không phải tô vũ mẹ nó tô vũ và cháu của ta giống nhau thân thể cháu của ta mới vừa vào đằng không chưa được mấy ngày nếu tiểu gia hỏa cường đại trước mắt đây là tô vũ ta ta nên nói cái gì đây cũng không phải là không được a à. lúc trước tô vũ đã đấu thắng đan hùng đan hùng cũng rất cường đại khi đó hắn đã có chiến lược lang vân hiện tại đã qua mấy tháng khó nói hắn có mạnh hơn hay không thế nhưng ông vẫn không có cách nào tin tưởng chuyện tô vũ giết sơn hải Nghe nó ta không tin ta tuyệt đối không tin đây là giả vừa mắng ông vừa thu hồi những thi thể này không quan tâm thật hay giả thi thể là thật ta muốn ông lấy đi thi thể nhìn lại tô vũ một hồi lâu mới ngập ngừng thăm dò vân huy nhà ta cho ngươi mượn mấy vạn công hơn ngươi còn nhiều chứ nếu là tô vũ thì mau trả tiền đi tô vũ phì cười hai vạn công hơn đổi một bộ công pháp còn chưa đủ à huống chi ngay từ đầu khi trịnh huynh đệ hợp tác với ta thì đã ăn không ít chỗ tốt từ đơn thần văn nhất hệ rồi lời này vừa nói ra trịnh bình liền tin không có thiên lý tiểu tử này thật sự giết được sơn hải rồi thật đáng sợ cùng đi không ông thấy tô vũ dường như không muốn đi vội truyền âm dặn dò đừng vào cổ thành bên trong chất phức tạp phủ chủ đã từng vào một lần lúc ra thì bị trọng thương không thể không rút đi năm đó phủ chủ hăng hái muốn lật ngược cổ thành trực tiếp đánh tới tinh thần hài kết quả bị cổ thành cả đường trọng thương rồi chỉ đánh lui về đông lịch cốc hạ long võ cực kỳ bá đạo giờ phút này tô vũ chỉ có mỗi suy nghĩ như vậy thật sự rất bá đạo trực tiếp từ đông lịch cốc đánh tới bên đây thậm chí muốn đánh xuyên qua cổ thành, trực tiếp đánh tới tinh thần hải, đánh tới hang ổ phụ cận yêu tộc. Phù chủ mới đúng là man nhân thực thụ, không đến chư thiên chiến trường, có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào biết được vì sao vạn tộc ai ngại hạ long võ chứng đạo, hạ long võ chưa chứng đạo mà cũng dám xuất quân đánh tới cổ thành, đợi y chứng đạo xong rồi thì sẽ ra sao? Có lẽ y thật sự có thể lật ngược cổ thành, giết tới tinh thần hải, giết tới hang ổ yêu tộc, thật là ngông cuồng, không đến chư thiên chiến trường cũng sẽ không biết. Phù trưởng chiến tranh học phủ ngoan như cháu trai khi ở đại hạ phủ, khi tới nơi này lại cũng lắc mình biến thành kẻ tàn nhẫn. Tô Vũ không khỏi tò mò. Vậy trong phủ những gia hỏa vốn chẳng hề hiền lành gì thì khi lên chiến trường liệu sẽ hung ác tới mức nào? Trợ tướng quân thì sao? hô tổng quả nữa, mấy người bọn họ ở nơi đây phải trang cũng là nhân vật uy hiếp tứ phương. Thầm nghĩ những chuyện này, Tô Vũ chuyển âm đáp: Ta đã biết. đặc tạ Trịnh gia gia, ta tự có tính toán. Ngài đi cứu Hoàng đàng trước đi, hắn quá yếu kém chút bị thiên đặc đánh phế rồi ánh mắt trịnh bình dị dạng tiểu tử ngươi lại dám nói như vậy ta muốn bóp chết ngươi tô vũ cười cười hắn không phục để ý tới ông nhanh chóng hóa thành một đạo cương phong biến mất ngay tại chỗ hắn đi làm gì đến chư thiên chiến trường một chuyến đâu có dễ dàng ta đã đến cửa thành tại sao phải đi chứ nhưng mà tốt nhất là hắn phải thay đổi thân phận để vào thành hiện tại quá trói mắt đương nhiên có đi cổng chính hay không thì cần xem xét thêm chưa hẳn hắn đã có thể vào Madana còn gặp khó như vậy cơ mà, dù sao hắn không đi cùng Trịnh Bình là được rồi. Thay hắn chạy, Trịnh Bình cảm ứng một chút, vong khẽ thở phào. Tốc độ của tiểu tử này rất nhanh, thủ đoạn cũng không ít, không cần ông lo lắng quá mức. Khôi lãng, Tô Vũ tới bây giờ ông mới minh bạch lời dặn dò của hạ hầu ra trước khi ông đi. Lập được thôi lãng có thể cứu liền cứu, cứu không được cũng không cần quản. Tiểu tử kia không dễ chết như vậy, hóa ra là tiểu tử Tô Vũ, hầu ra đã sớm biết rồi à. Đáng sợ quá, Giết Sơn Hải cảnh Trịnh Bình tỏ vẻ giàu dĩ không thôi, cháu trai của ta bị bỏ lại rất xa rồi, phủi mông, ông chạy vội về hướng bên phải, mà kệ. cứu Hoàn Đằng và Ngô Kỳ trước đã, hai người này mới là bảo bối của Đại Hạ Phủ, tiểu tử kia hiện tại không ở Đại Hạ Phủ, không quan tâm hắn. Tiểu tử này có rất nhiều thủ đoạn, có khi mình chết rồi thì hắn vẫn còn sống nhan răng chạy khắp nơi. Sau lưng, một đám sinh linh chờ ông rời đi, lúc này mới dám hoi đầu lên. Có cường giả Sơn Hải cảm khái một tiếng, Đại hạ phủ Long võ vệ. Đúng là một đám đồ tể. May mắn. May mắn cái gì thì hắn không nói, nhưng trong lòng mọi người đều tự biết rõ, may mắn đại hạ phủ không đánh tới, may mắn Hạ Long võ muốn chứng đạo, cư giả vạn tộc đều đang mó trường y. Không thì dựa theo tính cách hung hăng của đối phương, lần này tập sát nhân tộc thiên tài thì đám đồ tể ấy có thể mang theo Long võ vệ cùng với chấn ma quân một lần nữa đánh xuyên. Qua dục Hải Bình Nguyên, giết tới Lân Cận cổ thành cũng không chừng, bây giờ may mà chỉ có mỗi mình trịnh bình đến ai về nhà nấy đám sinh linh nhao nhao tản ra đừng nhìn nữa nhìn nữa coi chừng lại có người chết lần này đã chết mất mấy vị huyền khải nhất tộc quá xui xẻo ngay cả nhật nguyệt chấn thủ đều bị trịnh đồ phu xử lý quả là không thể trêu vào nhật nguyệt ở đâu cũng đều là đại năng bị xử lý thì ngay cả bọt nước cũng không thể dậy nổi về phần mandana đã vào thành tô vũ rời đi những chuyện này mọi người coi như đề tài để tán dốc là được những vị thiên tài đỉnh cấp của cường tộc sẽ không dễ bị giết, ngược lại bọn họ dễ dàng bị bọn hắn giết thì đúng hơn, phân tranh giữa bọn hắn. Tệ hắc tốt nhất không nên dính vào, cùng lúc đó, Tô Vũ vắt hết óc suy nghĩ. Ta nên giả mạo ai để vào thành đây, có nên đi cửa chính hay không? Dù sao hắn rất muốn vào xem. Đến chư thiên chiến trường mà không vào cổ thành thì sẽ rất tiếc nuối. Madana nói cũng không sai lắm, so với giết người thì vào cổ thành có lẽ sẽ càng thú vị hơn. Chương 1328 ngươi đi thoải mái nhất là ai sau mấy tiếng sắc trời tối xuống đêm tối giáng lâm tô vũ lại trở về lần này tô vũ không còn là tô vũ mà đã biến thành một vị nam tử trung niên hắn Ninh ngang đi thẳng đến cổng thành chính giáp sĩ thủ vệ cửa thành khác thấy thế thì nhìn thoáng qua rất nhanh vị nam tử sơn hải trước đó đã biến mất lại tới quan sát tô vũ một lượt mệt tâm nói a đâu có thu lệ phí vào thành của ngươi cần gì phải làm vậy tô vũ ngây người nhìn lã giáp sĩ sơn hải nọ hơi bức xúc khi bản thân bị vũ nhục trí thông minh nhưng tộc bến cổ thành không nhiều kẻ dám đi thẳng qua cổng chính hoặc là vì không hiểu hoặc là tự tin vô cùng hoặc là quá ngớ ngẩn ban ngày có người muốn đi cổng chính nhưng lại sợ người nhiều sợ phiền phức không dễ đi vào phía sau gã chẳng buồn nói tiếp có phải ngươi cảm thấy tất cả mọi người đều là đồng ngớ ngẩn không hả ban ngày ngươi không vô ban đêm ngươi lại nghênh ngang muốn đến để vào bằng cổng chính ngươi mà không phải tô vũ thì ta trồng cây chuối ăn cướp cho ngươi xem tô vũ mờ mịt đáp Huynh đài có ý gì? Lã Giáp sĩ Sơn Hải không thèm để ý tới vẻ vừa vị của hắn, thản nhiên nói: Cổ Thành không tham dự những chuyện này, không lúng tay vào vạn tộc chi tranh. Nhân tộc cũng tốt, thần ma cũng được, ai cũng rất cường đại. Cổ Thành chỉ toàn là những kẻ muốn kéo dài hơi tàn, cầu sinh trong khay hẹt. Giới vực chúng ta có vài nơi đã bị diệt, có nơi tự tan vỡ, không còn trốn để đi nên mới gia nhập cổ thành. Chỉ cầu có một nơi có thể sinh tồn, không hy vọng liên quan đến tranh chấp của các chủng tộc. Ngươi có phải là tô vũ hay không đều được, ta chỉ nhắc nhiều ngươi một câu. Vào cổ thành thì dễ, muốn đi thì chưa hẳn đơn giản. Tô vũ thầm mắng, ta che giấu bị lộ rõ ràng như vậy sao? Đầu năm nay vì sao chưa thiên chiến trường toàn là kẻ thông minh không vậy? Là người có mắt thì đều có thể phát hiện ra thân phận của ta, không có đạo lý à? Vì sơn hải nọ cũng lùi nhiều lời, kẻ ngoại lai đến cổ thành quanh năm suốt tháng đều có rất nhiều, nhưng ban ngày tô vũ từ chối không đi theo trịnh bình, ngã vừa nhìn liền biết ra hỏa này tập tâm bất tử cổ thành có lực hấp dẫn rất lớn đối với thiên tài quả nhiên chơi vừa tối thì hắn lại mò tới đây mà không phải tô vũ thì gã đi chết quách cho rồi đích thật là một thiên tài chính là loại cấp cao nhất loại người như thế sẽ không từ bỏ bí ẩn về cổ thành sơn hải nam tử không buồn để ý tới chuyện hắn che giấu thân phận đơn giản dẫn do tiến vào cổ thành rồi thì tốt nhất là chỉ nên ở bên ngoài mặt khác nếu tiến vào từ cổng chính bình thường có thể ở lại trường 7 ngày đến 10 ngày hết thời gian thì tốt nhất mau chóng rời đi không rời đi thì sao Tô Vũ tò mò hỏi, không rời đi. Các ngươi sẽ đuổi ta à? Không. Nam tử đạm mạc đáp, không rời đi thì phải trở thành cư dân cổ thành. Nếu không chờ ngày nào đó vận khí tốt, có người sẽ nhặt xác cho ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, không rời đi thì không rời đi thôi. Tô Vũ mài ý muốn. Ta môn như vậy sao? Rốt cuộc là vì sao tòa thành cổ kia lại nguy hiểm như thế? Nam tử không lên tiếng, cơ duyên là cái gì? Lã vẫn không lên tiếng, ta vào thành rồi có thể tùy ý đi lại không? Có thể, lần này, nam tử mở miệng đáp chỉ cần không xông loạn không quá ba ngày ngươi có thể tùy ý đi lại không nên tiến vào nhà ở vòng trong để qua đêm lại được tô vũ gật đầu lại hỏi vậy sự hiện hữu của các ngươi là vì cái gì hắn rất hiếu kỳ sự tồn tại của những người này là vì ai vì mục đích gì nam tử trồng mặc một hồi cuối cùng vẫn lên tiếng duy trì trật tự cho cổ thành thanh lý thi thể mặt khác vì vạn tộc tu giả mà cung cấp một chỗ nghỉ tòa thành cổ này chỉ là nơi nghỉ ngơi của những thiên tài như các ngươi không nên ở lại quá lâu vậy thì vì sao Huyền Khải Tộc lại có cường giả thường trú ở nơi đây điểm này hắn cũng thấy kỳ quái Sơn Hải Nam Tử trầm ngâm một lúc mới đáp bình thường cổ thành có cơ duyên ai cũng mất nghé. nhưng chỉ sợ không mấy người có bản lĩnh kia các tộc như Huyền Khải Tộc để mắt tới cơ duyên ở đây nhưng lại không có thực lực thu hoạch chỉ có thể thường trú muốn thăm dò quy luật của cổ thành thì ra là thế vậy thành chủ Thiên Diệt Thành là người trung lập ư lời này gã không có cách nào trả lời Sơn Hải Nam từ không để ý tới hắn nữa. Thành chủ là kẻ trung lập sao? Ai mà biết được? Tại Chư Thiên chiến trường, muốn tìm ra kẻ trung lập tuyệt đối thì quá khó khăn. Nhiều ít gì cũng đều có chút khuynh hướng. Tô Vũ lại hỏi: Thiên Diệt Thành chủ thuộc tộc nào? Không biết. Sơn Hải Nam Tử lạnh lùng hỏi ngược lại: Ngươi có vào thành không? Không phải. Ta cần hỏi rõ ràng một chút. Lỡ đâu sau khi ta đi vào, các ngươi vây giết ta thì sao? Làm đúng quy củ của cổ thành, tự nhiên không ai dám giết người nam tử lặp lại quy tắc tại thiên diệt thành không nên động võ không được phá hư bất luận vật gì ba ngày sau rời đi hết thảy bình an vô sự nếu không thì phải tự lánh lấy hậu quả vậy trở thành cư dân có lợi ích và bất lợi gì không tự mình thử một chút thì biết nam tử nghiền ngẫm nói một câu ngươi muốn biết ư vậy ngươi tự thử xem tô vũ thầm mắng một tiếng ta ngu sao mà thử ta muốn nhập thành hắn đi về hướng cửa chính tới vần mới phát hiện lối vào cửa thành có độ dốc vừa đi lên trên con dốc nhỏ này Ngươi khí của tô vũ bộc phát áp lực nặng nề khiến thân thể của hắn trầm xuống phảng phất như có một ngọn núi lớn đang đè xuống người hắn cách đó không xa nam từ kia khoanh tay nhìn tô vũ thản nhiên nói ta ở chỗ này nhiều năm thấy qua vô số thiên tài nhập môn dù ta chưa đi qua nhưng ta biết đi đủ 99 bước mới chính thức tiến vào thành phàm là kẻ nhập môn phần lớn đều có một ít thu hoạch rất nhiều cường giả thiên tài cuối cùng cũng đã trở thành bá chủ vạn giới Nhân tộc ngươi có rất nhiều người từng đến diệp bá thiên hạ long võ chu phá long chu phá thiên chu thiên đạo tân trấn ngưu bách đạo vạn thiên thánh gã liệt kê tên của rất nhiều y sau đó nói với tô vũ những người này hoặc là không vào được cửa chính hoặc là chỉ thiếu chút nữa nếu nói ai đi thoải mái nhất ngươi đoán xem đó là ai tô vũ bị áp lực cực lớn ép cho một bước đều không bước ra nổi nhưng lúc này hắn vẫn còn thấy rất hiếu kỳ nghe vậy liền thở dốc hỏi tay vạn thiên thánh tô vũ mốc trệ không có khả năng mũ đại thì sao ông ta ông ta đi không nhanh bằng vạn thiên thánh có lẽ là ẩn giấu thực lực có lẽ là thiên phú khác biệt nói nhảm thiên phú của ngũ đại mà không bằng vạn thiên thánh nói ngơ nói vượng trong mắt tất cả văn minh sư bao gồm cả chiến giả đương nhiên thiên phú của ngũ đại là tuyệt đỉnh che phủ vạn giới nếu không phải ông nhất định một lòng yêu cầu văn minh sư chứng đạo thì ông đã sớm trở thành vô địch và thiên thánh đừng nói đùa danh khí ông ấy không lớn cũng chỉ có ở đại hạ phủ thì coi như danh khí không tồi mà thôi nói thật thì tại nhân cảnh danh tiếng của ông còn không bằng ngưu bách đạo đi phủ trưởng đời thứ sáu của đại hạ văn minh học phủ này trên lệch rất lớn so với ngũ đại thấy thái độ không tin của tô vũ tù vệ sơn hải cũng không nhiều lời đi nhanh chưa hẳn đại biểu cho cái gì như nhân tộc vạn thiên thánh thì vã nhớ rất rõ ràng và lại đối phương còn ở cổ thành 10 ngày mới rời đi xem như là một trong mấy người ở lại đây với thời gian dài nhất đương nhiên khi đó vạn thiên thánh cũng ở trên liệp thiên bảo ông từng tiến vào tong người của thiên bảo về sau thì không có tin tức nữa Chờ qua tuổi ông bèn tự động rước khỏi bảng danh sách, kẻ đến sau quá nhiều. Không cần qua tuổi thì trong thời gian dài ngươi không có tiến bộ, lớn tuổi rồi, vậy dĩ nhiên cũng không còn được xem là thiên tài. Chương 1329, song trọng ác chế Tô Vũ hơi ngạc nhiên trước thông tin mà thủ vệ Sơn Hải nói. Vạn thiên thánh, vạn lão quỷ. Kế mà lại đi nhanh nhất, kỳ lạ, áp lực cực lớn, test cho khí huyết và nguyên khí của hắn phải bộc phát, rất tốt. Ta thích loại cảm giác này, tiếp tục ngược ta đi đúc thân, thân thể vận chuyển, thực thiết 72 chú vận chuyển, thiên nguyên khí bị hắn hấp thu, Tô Vũ vừa rồi bị ép cong lưng chậm rãi đứng thẳng sống lưng. Áp lực quá lớn, hắn vừa đứng thẳng, tầng tầng áp lực tiếp tục đánh tới, tép cho hắn lại lần nữa khom người xuống, điều này khiến Vã Sơn Hải cũng thấy kỳ quái, Tô Vũ đây thật sự là Tô Vũ sao? Chuyện gì đang xảy ra? Một bước cũng bước không nổi, kỳ quái, thật là kỳ quái. Đâu chỉ riêng vã mà mấy vị giáp sĩ bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Đây là thiên tài thiên bảng Tô Vũ thật à? hay là thống lĩnh nhận lầm người lúc này chính vị thống lĩnh sơn hải cũng cho rằng mình đoán sai người có lẽ là do gã nghĩ nhiều đối phương không phải tô vũ trong mắt dã nói thế nào thì tô vũ cũng là thiên tài thiên bảng hy vọng đi vào được vẫn phải có và lại còn rất lớn dù hắn có gặp phiền toái thì cũng phải sau mấy chục bước nhưng hiện tại mới chỉ là bước đầu tiên thôi mà hiện tại không có ai biết đáp án bao gồm cả chính tô vũ cũng không hiểu nổi tình huống hắn ơi oải muốn chết ta yếu như vậy a à hắn không biết cục lông nhỏ trong biển ý chí bị hắn quên mất lại mơ hồ có chút cảm giác nó mở mắt nhìn một lượt có điều thấy chuyện không liên quan tới mình thì mặc kệ tiếp tục nhắm mắt tu luyện trong biển ý chí của tô vũ còn có ý chí lực tràn lan kia kìa tô vũ đã quên mất nó kỳ thật hắn bây giờ không phải một người đang đi mà là cõng theo một con lăng vân cổ tộc để đi thật sự đã quên mất sau trọng áp chế lăng vân cổ tộc cũng là tuyệt đại thiên kiêu thời khắc này tô vũ tiếp nhận áp lực gấp hai lần so với thiên tài thông thường áp lực gia tăng gấp bội. Đây cũng không phải là chuyện nói đùa, vốn áp lực lớn như vậy thì phải đi đến 30 bước mới có. Nhưng bây giờ ngay từ bước đầu tiên thì Tô Vũ đã buộc phải gánh áp lực cực lớn thế này. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ nghĩ là do thực lực bản thân mình thiếu sót, không nghĩ tới nguyên nhân là do hắn đang gánh theo cục lông nhỏ. Mà trong biển ý chí, cục lông nhỏ tuy thấy Tô Vũ bước đi rất khó khăn, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Nó mà tính là một người sao. Không tính đi, tính là sinh mệnh sao. Không tính đi, dù sao chính nó còn không coi mình là sinh mệnh không coi bản thân là thiên tài để đối đãi cho nên chuyện tô vũ bước đi khó khăn có liên quan gì tới nó đâu toàn bộ áp lực đều ném cho tô vũ gánh vác đi nó cứ ở yên trong này an tâm tu luyện là được ở xa xa vị thủ vệ sơn hải vô cùng hoài nghi bản thân có phải mới nãy ta quá tự tin rồi hay không nhận lầm người đây tuyệt đối không phải tô vũ nếu không làm sao có thể đi thành kiểu này một bước cũng bước không nổi đến bản thân gã mà gã còn dám tự tin mình phải đi được dễ dàng mấy bước là ít, đáng chết. Ta yếu như vậy sao? Hắn đã thấy Madana đi vào. Tốc độ của gã chắc chắn không chậm như vậy, thậm chí ban đầu còn đi rất nhanh. Đẹp. ta không thể yếu như vậy, không có khả năng, tô vũ chịu đả kích quá lớn, oanh. Nguyên khí bộc phát, 360 khiếu huyệt tự thành tuần hoàn, tô vũ gầm lên một tiếng, kim quang quanh nhục thân đại thịnh, mau bước đi cho ta. Hắn quát khẽ một tiếng, một tiếng ầm vang tô vũ cuối cùng cũng bước ra được bước đầu tiên mà lúc này vừa khéo có sinh linh đi ngang qua cửa thành nhìn thoáng qua cảnh tượng bên chỗ tô vũ thì bĩu môi bật cười ở đâu ra lăng đầu tiểu tử mặc dù kẻ nói trắng ra lời chào phúng đã chết không ít nhưng bây giờ tô vũ đang mất mồ hôi đánh vật bên kia nên ra hỏa nói chuyện cũng không sợ đi một bước mà đi thành dạng này tính là cái gì đến ta còn đi được lúc này tô vũ không có tâm tư để ý tới gã hắn nghiến răng nghiến lợi trên trán có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống phẳng phất như quay ngược về quá khứ tê tới mộng cảnh tê tới khốn cảnh ngày đó hắn bất lực dãy ruộng tìm người cầu viện mà lại không có ai phản ứng hắn không cam tâm cũng không phục tuy hắn không nói gì nhưng đối với việc mình có thể đi vào thiên bảng hắn vẫn rất đắc ý rất vui vẻ rất hài lòng nhìn thấy không tô vũ ta là thiên tài dù không có sách họa thì ta cũng là thiên tài nhưng hiện tại lòng tin của hắn niềm kiêu ngạo của hắn hết thảy sự đắc ý hắn đều đã bị phá vỡ tô vũ cắn chặt sang ta không tin ta không thể rác rưởi như vậy được, Madana có thể đi vào. Ta cũng có thể. Dù cho tư chất ta thật sự chênh lệch với vã thì ta vẫn có thể đi vào. Ta sẽ không đánh mất lòng tin. Tuyệt đối không. Ta còn có người phải cứu, có người phải giúp, có người muốn giết. Chỉ là một cửa thành, ha có thể ngăn cản ta. Tầm ẩm, chiến ý tại thịnh. Giờ phút này, chiến ý thiêu đốt, thần văn chữ chiến có xu thế tấn cấp. Tô vũ mà kệ, hắn muốn tiếp tục tiến lên có điều càng lúc áp lực càng lớn ép cho hắn không thở nổi nơi ra, lã sơn hải thật sự hiếu kỳ nhìn tô vũ cái quỷ gì thế người nọ truyền ý đại thịnh lã cảm thấy không nên như thế sao lại có thể gian nan đến mức này thuần thú sư sao cũng không đúng thuần thú của thuần thú sư sẽ ẩn thân trong không gian sẽ không ảnh hưởng gì đến chủ nhân hay là trên người đối phương mang theo yêu thú không có mà nếu có thì dưới tình huống bình thường khi hắn vào cửa thành cũng sẽ bị bài xích ra nhưng tô vũ không bị bài xích thì đại biểu không có ngoại vật nào trên người hắn đúng vậy không có ngoại vật cục lông nhỏ thì tính là gì thiên địa quy tắc đều không dễ tính khi nó tiến vào biển ý chí của tô vũ thì đã được coi là thần văn của tô vũ một viên cổ tộc thần văn kỳ quái thần văn tự nhiên sẽ không thể tính là ngoại vật tô vũ đã quên sơn hải nam tử thì không hiểu cục lông nào lại không coi ra gì cho nên tạo thành tình cảnh lúc này tô vũ có lực bộc phát cực mạnh thiên phú không yếu nhưng lại bước đi gian nan tột độ cảnh tượng này cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ hoài nghi có phải là người trước mắt đây đã lớn tuổi thiên phú thực lực chiến ý mặc dù không tệ nhưng vẫn không đủ không đạt tiêu chuẩn nên khó mà tiến lên sơn hải chúng nên nghĩ mãi mà không rõ những giáp sĩ khác hay kể cả kẻ qua đường tự nhiên cũng nghĩ không thông ngôi không xem kịch nữa không có gì thú vị ngày bình thường kẻ ếch ngồi đáy giếng tới thử nghiệm một chút cũng chẳng lạ đi gian nan như thế thì cố hết cỡ cũng chừng người bước là xong đời nhìn nhiều chỉ tổ tốn thời gian Trương 1330, quả là có thêm kiến thức ta không yếu như vậy. Ta chính là thiên tài. Dù bất cứ kẻ nào không phải thì ta cũng phải. Tô Vũ gầm nhẹ, hắn không phục. Tư chất tốt chính là thiên tài sao? Sai. Chiến lực mạnh mới phải. Thiên phú thì tính là gì? Ta không cần. Ta chỉ muốn cường đại hơn. Vô cùng cường đại. Lực áp chế lớn hơn nữa thì ta cũng muốn đánh vỡ. Ngày nó, một cánh cửa thôi mà còn muốn khi dễ ta. Cầm. Bước ra một bước. Mưa khí đại bạo. Tô Vũ cấp tốc hấp thu ý chí lực, hắn coi như hiện tại thành một lần ma luyện, ta sẽ nhanh chóng cường đại lên, không ai có thể ngăn cản ta. Chiến ý đại thịnh, thần văn chữ chiến chấn động không ngừng, chiến đầu tiếp, một một chiến đầu tiếp, không ai có thể ngăn cản ta tiến lên. Nhân tộc không thể, vạn tộc không thể, ai cũng không được. Oanh, thần văn tấn cấp, Tô Vũ lại có thêm một viên thần văn tứ giai, chiến ý tăng cao, thân thể Tô Vũ cũng cường đại hơn chút, hắn tiếp tục tiến lên, cố gắng hết sức bước ra thêm một bước mồ hôi từ trên thân hắn rớt xuống như mưa. Cái này thì tính là gì, chẳng đáng là gì hết, chiến ý cao như vậy nhưng lại đi quá gian nan, rốt cuộc tình huống thế nào, dù là có tài như thành đạt muộn, cũng không thể sao. Nam tử Sơn Hải thật sự xem không hiểu nên gã chú ý hơn mấy phần, người này đại khái hẳn không phải tô vũ, mặc dù gã cảm thấy suy đoán trước đó của gã rất đúng, nhưng bây giờ gã lại tự phủ định, sáu bước, bảy bước tô vũ vô cùng kiên định đi từng bước một, nụ thân cũng đang không ngừng cường hóa, đợi đến khi hắn đi đến bước thứ 9, một tiếng ầm vang kim quang đại thịnh thân thể hòa thành 15 đúc thực lực tô vũ càng thêm cử lại hắn ngượng đứng thẳng sống lưng hôm nay không bằng ngươi không có nghĩa là ta vĩnh kém sang ngươi ma ngươi có thể đi vào ta cũng có thể cùng một thời gian ấy trong phủ thành chủ ở giữa đại điện to lớn tự đá lại mở mắt lần nữa ngay tại bên ngoài đại điện còn có một tòa điện đường đó là trụ sở của thành chủ hiện tại vị nhật nguyệt cửu trọng cảnh kia Bất quá lúc này tượng đá mở mắt, vị nhật người cửu trọng lại hoàn toàn không biết gì. Không có chút phát giác gì. Lúc bấy giờ, tượng đá mở mắt, trong mắt chiếu dọi ra hình ảnh ở ngoài cửa thành, tượng đá thấy được dáng vẻ vốn có của tô vũ. Không chỉ như thế, còn chiếu ra một vài thứ, tí như một cục lông tròn vo bé xíu đang rút vào một góc trong đầu tô vũ. Tượng đá nhìn chằm chằm, như thể đang nhìn thứ gì đó lạ lẫm Trong thiên địa này còn có cảnh ngu ngốc như vậy, mang theo vệ thần cổ tộc với cảnh giới còn cao hơn mình đi vào thành thật là có thêm kiến thức thiên cổ đều không nghe thấy càng là thiên tài lực áp chế càng mạnh đó chính là sự thử thách dành cho thiên tài mà tên thiên tài này còn mang theo một vị phệ thần cổ tộc vạ giới ít có hai đại đỉnh cấp thiên tài cùng nhau vượt quan nhưng tất cả áp lực đều do nhân tộc kia lánh đây không phải là đầu mốc thì là cái gì quả là có thêm kiến thức tựa đa tồn tại xanh cùng thiên cổ hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải không nghĩ trần đời lại có thể có người ngu đến vậy thế mà dưới tình huống ấy hắn vẫn có thể đi ra chín bước cũng coi như đáng vừng rất khẽ. Không có phệ thần cổ tộc thì có lẽ hắn đã đi được 4 bước rồi. Sau một khắc, trong mắt Thạch Điêu lại hiện lên một vật, một phiến đá, bia đa thần văn chiến kỹ, vẫn còn tồn tại à Thạch Điêu thì thảo. Hôm nay, nó khó được mở miệng nói mấy câu, lại sau một lúc lâu. Tượng đá thấy được rất nhiều thần văn, có điều nó không quá bận tâm. Nhưng rất nhanh, có một thứ thu hút tầm mắt của nó, ấy là một cây búa lớn, nó hơi có chút ngạc nhiên bởi vì nhân tộc thần văn phát triển cũng không tệ lắm so với tưởng tượng của nó thế mà còn lợi hại hơn một chút. Sau một khắc, nó thấy được khiếu huyệt thân thể của Tô Vũ, lần này thì nó hoàn toàn kinh ngạc, từ sau đại phá diệt, thế mà còn có người có thể đúc chu thiên chi thân, tự đa kinh ngạc vô cùng, người này làm được bằng cách nào? Đúc chu thiên chi thân khó trách nục thân nhìn hòa hợp hơn rất nhiều, chỉ là biển ý chí vẫn còn khiếm khuyết, bất quá mơ hồ cũng nhìn thấu một chút. Đây là khôi phục ngũ hành thần quyết ư? Thú vị, hôm nay thế mà nó thấy được một người rất thú vị, mãi trừ trí thông minh không quá cao thì những mặt khác đều không tệ đặt tại bất luận thời đại nào đều sẽ là tuyệt thế thiên kiêu thực thiết bảy mươi hai chú tượng đá lại lần nữa bất ngờ khi thấy được cảnh tượng tô vũ đúc thân đó là thực thiết bảy mươi hai chú sao thế mà còn có liên hệ với thực thiết cổ tộc lại sau một khắc tượng đá thấy được một vật ở trong trái tim tô vũ chính bản thân tô vũ chưa từng phát hiện mà cũng chẳng có mấy người phát hiện ra đó là một tôn tiểu nhân đang ngồi xếp bằng đúng lúc này tôn tiểu nhân ngồi xếp bằng đột ngột mở mắt Xuyên thấu thời không nhìn về phía tượng đá, đôi bên đối mặt nhìn nhau, một tôn tiểu nhân, một tượng đá to lớn ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương, ngay lúc ấy. Tôn tiểu nhân nọ phảng phất như xuyên phá thời không trường hà, muốn đi về phía tượng đá, có điều tượng đá vội vàng đuổi người, không chào đón ngươi, bước chân của Tôn tiểu nhân trì trệ, nhưng thanh âm vang dội lại vang lên, mấy chục năm trước, ta đã gặp ngươi. Khi đó, ta từng tới nơi này, cổ thành chi chủ còn ấn tượng không? Có, tượng đá không phủ nhận, lại nói nhưng ta vẫn không chào đón ngươi." Tiểu nhân phì cười, vô ý mạo phạm, bị cổ thành chi chủ đánh thức, thanh chủ ngủ say vô số năm, hôm nay thế mà thanh tỉnh, khiến người ta thật là ngoài ý. Tự đá nhìn chằm chằm Tôn tiểu nhân một lúc, nửa ngày sau mới không vui mở miệng. "Rời khỏi nơi đây, hoặc là tiếp tục ngủ say." "Được." Tôn tiểu nhân không nói gì, lui về trái tim Tô Vũ, trong nháy mắt lui về, bóng dáng nó bất chợt biến mất, tiếp tục xếp bằng ẩn mình trong trái tim hắn, Tô Vũ không biết cũng không có người nhìn thấy, chỉ có tự đá là thấy được. Tự đá nhìn thoáng qua chỗ trái tim nọ một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại không quan sát Tô Vũ nữa. Nó đã thấy được chỗ huyền bí của hắn, nhưng nơi bổ tim của Tô Vũ lại có cường giả thủ hộ, không cần nhìn nữa. Tảo đánh thức đối phương, chương 1331, tay ngã rồi lại bò lên cùng lúc ấy ở nhân cảnh, đại hạ văn minh học phủ, tu tông các. Vạn thiên thánh giật mình nhìn về phía hư không vô tận, ánh mắt khẽ biến, hồi lâu sau mới lẩm bẩm đây là tao mộ cường giả sao rất mạnh rất rất mạnh tiểu tử chết tiệt ngươi lại vây chuyện gì à ta không hình như không bạo phát không chiến đấu chỉ là gặp gỡ thôi có điều lại bị nhìn trên thấu và thiên thánh cao mày đi ra khỏi tu tâm các vô thanh vô tức lơ lửng ở bên ngoài tu tâm các ông hành tổng tại hư không không ai nhìn thấy không ai có thể nhìn ông đi tới phía trên trung tâm nghiên cứu văn đàm thấy được hồng đàm đang phát biểu tông khẽ mỉm cười đặc không mà đi tiếp tục tiến lên. Một lát sau, công đi tới biệt thự của Nguyên Khánh Đông, cúi nhìn phía dưới. Lắc đầu rồi tiếp tục di chuyển, đi ra khỏi học phủ, đi tới chỗ hạ gia. Ông quét sạch một vòng mới hạ xuống trong tiểu viện của hạ hầu gia, lấy đi một ít thức ăn. Cường, ăn rất ngon. Ông tiếp tục đi tới Nam Nguyên. Đó là chuyện diễn ra rất nhanh. Ông đi đến nhà Tô Vũ nhìn thoáng qua, lần nữa lắc đầu. Lòng ông dối bời, bốn phía có không ít cường giả. Bên người, một vị nhật nguyệt trực tiếp xuyên thấu qua ông, không phát hiện ra ông. và thiên thánh thở dài một tiếng, họa tới nam nguyên rồi sao? tông nhìn về hướng đại minh phủ, sau đó không nhìn thêm nữa mà trở lại, đi về đại hạ văn minh học phủ, rất nhanh, tông đã về tới nơi. ở khu bí cảnh, một đầu cự long nằm trong dòng sông bỗng nhiên mở mắt nhìn lên chê không, trong con mắt lớn mang theo một chút nhi hoặc cùng kinh hãi, ai? rất nhanh, loại cảm giác này đã biến mất, con bạch long nhật người thất trọng này khẽ lắc đầu tiếp tục nằm sấp, không có việc gì, hẳn là cảm ứng sai, mà vạn thiên thánh đã về tới tu tâm các, ông lại nhắm mắt dưỡng thần, tên kia đã gặp ai ở trên chư thiên chiến trường, tâm thần ông hơi không tập trung, là dạng cường giả gì mà có thể làm cho tâm thần mình không thể tập trung, kế hoạch cần sớm phát động sao, rất phiền phức a, ồ, sớm biết thì ông đã mặc kệ tiểu tử này, mà hiện tại tô vũ vẫn hoàn toàn không biết gì cả, hắn không biết, ngay tại một khắc vừa rồi, một trận giao lưu xuyên thấu chư thiên đã vô thanh vô tức hoàn thành không có bên thứ ba biết, không quản những chuyện đó, Tô Vũ đã hoàn thành 15 đúc, lúc này, hắn cũng không còn vì áp lực mà phiền não nữa, rất tốt. Lão tử đúng là cần áp lực như vậy, ngươi ép không đổ ta. Ta liền mạnh lên, một cánh cửa mà cũng dám khi dễ ta, ta thiếu cái gì thì thiếu chứ không thiếu kiên nhẫn, không thiếu kiên trì, áp lực lớn mà thôi. Có thể đè chết được ta sao? Ngươi mà ép không chết ta thì ta sẽ càng cường đại, đè chết ta ta cũng đâu phải chưa từng chết. Rất thoải mái. Từ Đại Minh phủ đi ra không bao lâu, hắn đã tần tự hoàn thành 7 lần đúc thân, lúc rời đi mới chỉ tròn 8 đúc, trong đó ngay từ ban đầu hắn đã hoàn thành 3 đúc, trên thực tế tại Đại Minh phủ 3 tháng, hắn mới hoàn thành 5 đúc mà thôi. Nay 18 tháng 5 hắn rời khỏi Đại Minh phủ, đến bây giờ mới là ngày mùng 7 tháng 7, không đến 50 ngày, Tô Vũ đã hoàn thành 7 lần đúc thân, bình quân 7 ngày một đúc, quả nhiên. Không ra khỏi cửa thì tốc độ tu luyện đường hòng đi lên, có áp lực mới có động lực, Lọc nhiều những thiên tài này nạp nhiều cường giả, tầm mắt đều được mở rộng. Bạch Phong từng nói đứng ở nơi khác biệt, tầm nhìn sẽ khác biệt, phải so sánh với thiên tài. Tĩnh vĩ không nên tự kéo thấp mình, phải xem thế giới lớn hơn, cao hơn. Mặc dù bây giờ Tô Vũ cảm thấy Bạch Phong rất yếu ớt, nhưng lời nói này của anh vẫn rất có đạo lý, từng bước một đi tới. Ý chí lực bộc phát, tác lực dù lớn nhưng Tô Vũ không nản lòng. 15 bước, 18 bước ầm ầm. Ý chí lực cũng có một lần tăng lên, dưới áp lực mà trực tiếp bước vào lăng vân nhị trọng nhưng tô vũ lại điên cuồng dùng chùi nhỏ oanh kích ta không cho ngươi tấn cấp tấn cấp làm gì thân thể ta chưa tăng lên ta không muốn tấn cấp ầm ầm chùi nhỏ tiếp tục đè nén cộng thêm áp lực từ cửa thành rất nhanh tô vũ đã tấn cấp lăng vân nhị trọng lại lần nữa bị ép dù trở về rơi xuống thành lăng vân nhất trọng tô vũ không vội thân thể tăng lên lại nói ý chí lực cùng nục thân tốt nhất đừng có trên lệch quá lớn chính bước một nấc thăng hai bước sắc mặt tô vũ đỏ lên gân cốt cảm giác đều muốn bị đè dãy hắn không quan tâm những chuyện đó tái sinh máu thịt thuật đến từ tiên tộc khôn ngừng tiêu hao thiên nguyên khí đang tăng cường gân cốt của hắn hôm nay hắn nhất định phải vào thành 36 bước một viên thần văn tự sinh mà thành thách áp lực đè ép táp chế đè ép thần văn loại hình chấn áp tô vũ đã có thần văn chuyên dùng để áp chế đối thủ một tiếng ẩm vang thần văn chấn động áp lực giảm bớt rất nhiều đây là thần văn thứ 24 của tô vũ hắn đạt được chỗ tốt trong biển ý chí cục long nhỏ cũng hưởng cái được lợi lộc khiến hơi kinh ngạc hình như mới rồi nó vô duyên vô cớ được mở rộng thực lực một chút thật là kỳ quái được rồi không quan tâm những chuyện nó đi ngủ mà cũng tăng cao thực lực đúng là chuyện tốt nên làm thường xuyên mới được tô vũ tiếp tục di chuyển từng bước một bên ngoài trời đã sắp sáng giờ phút này lã nam tử sơn hải lộ ra ánh mắt dị dạng vô cùng rốt cuộc đây là ai mỗi lần khi lã cảm thấy đối phương không thể nào tiếp tục đối phương đều sẽ một lần nữa bộc phát, tánh hát, rồi lại bỏ lên. Cả đêm hắn đã đi 54 bước, đi qua được một nửa chặng đường, lã gặp quá nhiều thiên tài, có kẻ thuận lợi đi vào như Madana, có kẻ vô cùng gian nan đi đến một nửa bên từ bỏ. Có kẻ đi vài bước đã bỏ cuộc, nhưng gia hỏa này bị ép cho sắp nổ cũng không nguyện ý rời đi. Mưa đồ gì đây? Mưa đồ gì? Đương nhiên là ngư cầu thực lực tiến bộ, Tô Vũ trực phát hiện, mình thích cánh cửa này, rất tốt. Khi hắn đi đến 63 bước, hắn cho là bản thân cần thật lâu mới có thể hoàn thành 16 đúc, nhưng hiện tại lại hoàn thành. Tính ra cảnh giới thân thể hắn đã xem như đằng không nhị trọng đỉnh phong, mà lực lượng khiếu huyệt thân thể lúc này đều đã đột phá 8000 khiếu, lúc này dù hắn không dùng tinh huyết sơn hải, không vận dụng thần văn chữ lực, không có thêm dương khiếu nửa mở, Tô Vũ cảm thấy hắn vẫn có thể mơ hồ tiếp cận lực lượng vạn khiếu, mà thần văn của hắn còn nhiều thêm một viên, áp lực càng lớn, thần văn chữ ép tiến bộ càng nhanh, đi đến nơi này, thần văn của hắn đều đã đến nhị giai, cánh cửa này rất tốt, ta thích. Về phần ma đàn đi nhanh. Đó là chuyện của gã, có quan hệ gì với ta đâu. Ta thích chậm rãi mà đi, còn 36 bước, khi thân thể Tô Vũ hoàn thành 16 đúc, thực lực càng ngày càng mạnh, áp lực này cũng càng lúc càng lớn, hắn lại không thèm để ý, lớn hơn một chút, càng lớn càng tốt, chỉ cần không đánh chết ta thì ta liền hao chết người. Tài sinh chi thuật của tiên tộc dùng rất tốt, chỉ là quá hao tiền, tiêu hao quá nhiều thiên nguyên khí, trước đó Tô Vũ còn không ít thiên nguyên khí, sấp xỉ 500 phần. Kết quả đến bây giờ, hoàn thành hai lần đúc thân thôi mà thiên nguyên khí chỉ còn tầm 400 phần, tốn hao quá lớn. 100 phần, hai lần đúc thân. Trước đó Tô Vũ cảm thấy 100 phần tối thiểu có thể hoàn thành 5 lần đúc thân, nhưng bởi vì nhục thân bị ép tan vỡ, hắn không thể không hấp thu đại lượng thiên nguyên khí để sửa bổ thân thể, tiếp tục, còn 36 bước nữa. Tô Vũ cắn răng, một đêm hai đúc, đây là cơ duyên lớn a, mình không thể từ bỏ, dù không thể vào thành thì cũng không sao. Đây chính là cơ duyên. Quả nhiên, chư thiên chiến trường khắp nơi nơi đều là cơ duyên, tí trí lực của hắn cũng cường hãn hơn, nói là Lăng Vân nhất trọng, trên thực tế, Tô Vũ cảm thấy vạp Lăng Vân tam trọng thông thường thì hắn chỉ cần một chùi cũng có thể nện nổ biển ý chí của đối phương, dĩ nhiên là đang nói Văn Minh sư, Lăng Vân ngũ lục trọng, một chùi không đủ, ba chùi cũng có thể nện chết, về phần Lăng Vân hậu kỳ thì phải nện nhiều một chút, tóm lại, hiện tại tô vũ cảm thấy dù mình không dùng sơn hải tinh huyết thì thực lực bộc phát so với khi giết lôi tuyệt cũng không thua kém mấy phải nói là cơ hồ không có tranh lệch gì nhiều thực lực tiến bộ là điều mình có thể rõ ràng cảm nhận được chương một nghìn ba trăm ba mươi hai cổ thành tử linh sáu mươi sáu bước bảy mươi bước cổ thành thông thường có quá ít người hướng tới mà tô vũ lúc này đã bước dần vào trong cổng thành dù có người đi ngang qua thì cũng không để ý đến hắn ban ngày cơ hồ không ai nhìn thấy hắn có người thấy được thì cũng không muốn xen vào việc của người khác bởi vì trong Tô Vũ đi quá gian nan, cho dù ai bắt gặp thì cũng cảm thấy gia hỏa này rất nhanh sẽ không chịu nổi. 90 bước, khi Tô Vũ đi đến bước thứ 90, bên ngoài, tủ vệ sơn hải than nhẹ một tiếng, gia hỏa này mang đến cho gã một cảm giác còn đáng sợ hơn cả Madana, thiên phú thì vã khó mà nói. Thực lực cũng không dễ bàn, như nghị lực bắc khuất. Nhiều lần nhìn như muốn tái ngã lại rất nhanh đứng lên. Tiếp tục bước tiếp đã khiến gã bị chấn động, gia hỏa như thế bất kể có phải là Tô Vũ hay không thì cũng có sao quan trọng lắm là gia hỏa này nếu mà không chết thì tốt nhất đừng trêu chọc rất đáng sợ thiên tài đi qua cổng thành rất nhiều trong một năm cũng phải có chừng 3 năm người nhưng nhiều năm như vậy tuy rằng đã có rất nhiều người tới nhưng lại rất hiếm ai làm cho nam tử rung động đến thế thật sự từ bước đầu tiên lã lần lượt đề cao sự mong đợi của mình ngươi có thể đi 10 bước đi 20 bước đi 30 bước khi tô vũ đi đến 90 bước thì vã đã không còn trông chờ cái gì nữa chỉ biết gia hỏa kia rất nguy hiểm là được rồi không có việc gì chớ trơ chọc sắc trời lại tối đen một ngày một đêm vũ phóng ra một bước cuối cùng bịch một tiếng hắn co quắp ngã xuống đất dưới mặt đất mồ hôi như mưa trong nháy mắt đã thẩm thống mặt đất thân thể cũng tại thời khắc này có chút thế biến có xu hướng hoàn thành 17 đúc tô vũ bỗng nhớ lại lúc mà Đana đi vào cổng thành còn có thể nhẹ nhàng quay đầu nói chuyện với hắn mà hắn bây giờ lại không thể động đậy trên lịch rõ ràng lúc này thủ vệ sơn hải trước đó lại đi từ cửa hông tới tiến lên một bước trầm giọng hỏi cần ta giúp một tay không không nam tử gật đầu lui ra nhìn tô vũ chậm rãi bỏ lên từng bước một giằng co lã bèn lên tiếng tìm nhà thì có một ít khác biệt ngươi là nhân tộc thì hãy đi tìm nhà của nhân tộc tòa thành cổ này có phòng ốc không giống nhau nhà ở cho nhân tộc ngươi sẽ thấy được hoặc là sẽ có chút cảm ứng tô vũ mài ý muốn quay đầu nhìn lã một cái ngươi không lừa ta chứ nam tử cúi đầu tin hay không tùy ngươi mặt khác nhắc lại ngươi một lần đừng đi tới phủ thành chủ thành chủ không thích nhân tộc bởi vì hạ long võ tô vũ hiểu rõ mở miệng nói đa tạ sơn hải nam tử không nói thêm gì nữa yên lặng rút đi nhìn tô vũ bước chân dã rời từng bước một đi vào trong thành trong lòng gã khẽ cảm khái lại một vị cường giả muốn cuột khởi tô vũ đi trên đường phố lát đá xanh cổ kính hai bên đều là phòng ốc không người rất yên tĩnh cổ thanh lớn như thế nhưng kỳ thật người lại không nhiều giờ phút này đã vào đêm phía sau Nam Tử Sơn hải thầm truyền âm, trong đêm tốt nhất đừng ra ngoài. Mau chóng tìm gian phòng vào ở đi. Nếu không nửa đêm xảy ra chuyện, ngươi phải tự gánh lấy hậu quả. Trong đêm tận lực đừng đi ra ngoài, vậy có nghĩa là có thể đi ra ngoài. Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút. Còn nữa, đám giáp sĩ vẫn luôn chấn thủ cửa thành. Bọn họ không có chuyện gì sao, tắc ngươi thì sao? Tô Vũ quay đầu hỏi một câu, chúng ta thủ vệ Sơn hải yếu ớt nói. Chúng ta sẽ không có nguy hiểm chúng ta chính là một bộ phận của tòa thành cổ này tô vũ im lặng mơ hồ đã hiểu được một vài thứ hắn không hỏi thăm thêm nữa mà tiếp tục tiến lên hai bên có rất nhiều phòng ốc có một số nhà nhìn rất rách dưới thậm chí cửa sổ đều có dấu hiệu hư hại bất quá tô vũ cũng không dám thử không nên tùy tiện phá hư kiến trúc nơi đây cũng không phá hư được đây là lời mà sơn hải nam tử đã nói mà sau khi phá hủy thì sẽ gặp nguy hiểm tất cả phòng ở bên ngoài đều cho một tấm bảng gỗ có chủ hoặc vô chủ trên tấm bảng gỗ đều biểu hiện tin tức ra vào, Tô Vũ đang đi. Một gian nhà bỗng nhiên mở cửa ra, sau một khắc, một viên ngọc phù được ném ra ngoài, Tô Vũ thầm giật mình, còn tưởng rằng tao ngộ tập kích, cấp tốc lùi tránh. Sau một khắc, ngọc phù nện xuống đất, Tô Vũ tập trung nhìn vào, trên ngọc phù dính một chút vết máu, trong lòng hắn khẽ động, đây là vì muốn trở thành cư dân cổ thành sao? Hắn nhìn về phía cửa lớn, nơi ấy lộ ra một đôi mắt, đó là một con nai có hình thể to lớn, nhìn thấy Tô Vũ, đối phương cũng thầm giật mình cấp tốc rút lui hoảng sợ nhìn về phía tô vũ sau một khắc nó vội vã đóng lại cửa nhà ồ tô vũ hơi sững sờ chẳng lẽ đối phương cho rằng ta là kẻ thu ngọc phù này ngọc phù này vứt ra hẳn sẽ có người lấy đi đúng không mấu chốt nhất là nếu ta lấy đi liệu đối phương còn có thể trở thành cư dân cổ thành không mang theo nghi hoặc lòng tô vũ khẽ động nếu đối phương ném ra ngọc phù lại bị ta lấy đi liên tiếp ba ngày sau đó đối phương cho là mình đã trở thành cư dân nên có thể ở lại nơi này Kết quả thì không thể. Đây chẳng phải là sẽ xong đời là ba ngày sau không đi liền gặp nguy hiểm, chẳng phải là kẻ đó chết chắc? Ngươi cho rằng ngươi là cư dân trên thực tế ngươi lại không phải. Thảm thiết cỡ nào à? Hắn nhìn thoáng qua ngọc phù dưới mặt đất, thật sự có lòng muốn thí nghiệm một chút. Ngọc phù này tùy tiện bị vứt đi như vậy hẳn là có thể nhặt đi nhỉ? Đang nghĩ ngợi, tô vũ bất chợt giật này mình thần văn chữ kiếp rung động lợi hại, rất mãnh liệt. Tô vũ kinh hãi, vội vàng rút lui khỏi đó vài trăm mét chiêu kiếp còn đang nhảy nhót, bất quá đã tốt hơn một chút, không nhảy lợi hại như trước đó nữa. Mà đúng lúc này, nơi trước đó đã ném ra ngọc phủ, một cái bóng trượt xuất hiện, toàn thân cái bóng ấy là một màu đen, dưới đêm tối. Cái bóng bước từng bước một đi về hướng ngọc phủ, dương tay vồ một cái, ngọc phủ dính vết máu bị cái bóng nọ tóm vào trong tay, ngọc phủ rất nhanh đã biến mất, mà hiện tại cái bóng lại khắc lên tấm bảng trên cửa ra vào một thứ gì đó, một lát sau, cái bóng muốn rời đi, lòng tô vũ thì chấn động, đây là thứ đồ chơi gì ngọc cảm ứng không có biểu hiện điểm sáng khoảng cách giữa hắn và nó chắc chắn không vượt qua ngàn mét chẳng lẽ đó là vô địch không có khả năng một cái bóng đến thu ngọc phù mà lại là vô địch cảnh ngươi đổ ta chắc hắn đang nghĩ ngợi trước kiếp lại lần nữa nhảy dựng lên tô vũ cấp tốc trốn chạy ngay khi ấy cái bóng kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hắn trong mắt u ám bắn ra một đạo u ma thẳng đến chỗ tô vũ tô vũ kinh hãi cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dựa vào bản năng hắn không ngừng trốn chạy dưới bóng đêm cả con đường chỉ có một mình hắn tiếng xe gió rất vang nhưng mà hiện tại hai bên phòng ốc lại không có bất kỳ dinh linh nào dám mở cửa phòng ra xem xét tại cổ thành mọi người đều biết một đạo lý ban đêm tốt nhất đừng đi ra ngoài bên ngoài dù có đánh đến long chờ lở đất thì cũng đừng đi ra ngoài xem náo nhiệt nếu không kẻ chết có khả năng chính là ngươi tại cổ thành này trong đêm mà dám đi lại nếu không phải lang đầu tiểu tử thì sẽ là cường giả vô luận xảy ra chuyện gì ngươi ra ngoài vào ban đêm đều sẽ tao ngộ nguy cơ Chương 1333. Cổ thành tử quang Tô Vũ dùng ngũ hành độn thuật tới cực hạn, đáng tiếc tại nơi đây không có cách nào thổ độn, mặt đất không cách nào trốn vào, điều này rất đáng sợ, nếu phù thổ linh tới đây thì sẽ bị người ta nhẹ nhàng chém chết. Tô Vũ không ngừng trốn chạy, đạo u quang nọ lại đuổi theo hắn như bóng với hình, mà cái bóng kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Đối phương chỉ để lại đạo u quang người này, ngay tại khi Tô Vũ trốn chạy, Tô Cử Thành, giáp sĩ Sơn Hải cũng cảm ứng được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Tô Vũ đi chưa xa nên gã vẫn có thể nhìn thấy đạo hắc quang đang truy tung hắn. Sắc mặt gã hơi tái đi, cấp tốc truyền âm nói: "Mau tìm nhà khôn người mà tránh, đây là tử quang của cổ thành, những phải thì cổ thành tử lên sẽ một mực quấn lấy ngươi." Từ khí nồng đậm, Tô Vũ buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, "Ta chưa hề làm gì a, à? ta đang đi yên lành, con ai kia bỗng nhiên ném ra một viên ngọc phù, ta đâu nghĩ tới sẽ gặp phải loại phiền toái này, đúng là có quỷ." Sau lưng hắn, đạo hắc quang kia chính xác là âm u đầy tử khí, nghe thấy lời vã sơn hải nói thì nó càng giống một dấu hiệu Tử linh cổ thành từ linh ý là nói tới cái bóng kia sao không có hơi thở sinh mệnh khó chết ngọc cảm ứng không cảm ứng được không phải là đối phương quá mạnh mà là đối phương căn bản không tính là sinh linh không coi là sinh mệnh cho nên ngọc cảm ứng không có cách nào nhận ra thứ này quá nguy hiểm nếu không phải tô vũ có chữ kiếp nhắc nhở vừa rồi nếu hắn vẫn dừng chân ở cạnh ngọc phù kia thì có khi đã bị cái bóng này bắt chết rồi tô vũ cấp tốc dò xét bên y hắn có một gian phòng nhỏ trên tấm bảng gỗ biểu hiện là vô chủ tô vũ vội phóng vào căn phòng đó bịch một tiếng hàn pha tan cửa phòng rồi chui vào nhanh chóng đóng lại đại môn mà ngay vào thời khắc này từ khí sau lưng cũng bịch một tiếng đâm vào trên cánh cửa một đạo tử khí yếu ớt thuận theo khai cửa trực tiếp tràn vào cánh tay đang đóng cửa của tô vũ cửa đóng lại từ khí liền biến mất mà trên cánh tay tô vũ lại bị cuốn theo một đạo tử khí chậm rãi thôn phệ huyết nhục của hắn tô vũ kinh hãi bất chấp mọi thứ hắn khẽ quát một tiếng đại lượng thiên nguyên khí hiển hiện túc dục sinh cơ thôi phát pháp của tiên tộc thôi động thuật tái sinh máu thịt thiên nguyên khí và tử khí quấn quanh nhau trên cánh tay không ngừng va chạm làm hao mòn một mực kéo dài gần nửa giờ tô vũ lúc này mới thở hát ra hắn vung vung cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại từ khí đã bị hắn tiêu trừ nhưng mà lượng thiên nguyên khí bị tiêu hao nhiều đến đáng sợ khoảng chừng 10 phần mới chỉ là chút xíu tử khí mà thôi tô vũ sợ hãi không thôi nếu như bị nguyên một đạo tử khí đánh trúng vậy thì chỉ sợ trong nháy mắt hắn sẽ bị thôn phệ hoàn toàn huyết nhục đó rốt cuộc thứ đồ gì tim tô vũ đập rất nhanh vật kia là cổ thành tử linh đẹp ta mới vừa vào thành kế mà lại đối xử với ta như vậy đúng là không có nhân tính nếu không phải hắn có thiên nguyên khí lại biết sinh cửa thôi pháp pháp vậy không phải là hắn đã xong đời rồi à bị tử khí này cuốn quanh thì hút không huyết nhục cũng có thể thật đáng sợ địa phương quỷ quái này vừa tới tô vũ đã cảm thấy rất nguy hiểm bây giờ thì cuối cùng hắn cũng cảm nhận được rõ rệt cũng không biết đạo tử khí bên ngoài biến mất hay chưa. tô vũ không dám mở cửa, nhìn nhìn cánh tay của mình, tô vũ sờ cầm như có điều suy nghĩ, nói đến, tử khí này thôn phệ huyết nhục rất lợi hại, nhưng mà có vẻ thiên nguyên khí lại đối đầu với tử khí, khi cả hai đối kháng ngược lại có thể gia tốc việc rèn đúc nhục thân, tử khí thiên nguyên khí tô vũ sờ sờ cầm, chỉ là thứ này quá nguy hiểm, thôi được rồi, hắn vẫn chớ nên chơi chọc thì hơn, ý niệm vừa rồi lóe lên trong đầu hắn một cái liền biến mất, hay là đi ra kiếm ít tử khí mang về nghiên cứu nhỉ? cảm giác nó rất lợi hại, bất quá. Đây chỉ là cái bóng kia tiện tay ném ra một đạo tử khí mà thôi. Nếu gặp lại cái bóng nọ thì sẽ phiền phức lớn, nó mà tung cho mình mấy trăm đạo tử khí thì xong đời. Đài chuyện mới vừa rồi xuống, Tô Vũ bây giờ mới có thời gian dò xét căn phòng mà mình tiến vào, rất tối. Tô Vũ trực tiếp lấy ra viên dạ minh châu siêu to. Kỳ thật không phải là dạ minh châu gì cả, nó chỉ là một loại vật liệu đúc binh, nhưng nhờ nó mà toàn bộ phòng ở đều sáng rực lên. Căn phòng này không lớn, rất nhỏ, Đại khái chỉ chừng 50 mét vuông, có phân chia trong ngoài, hắn đang ở bên ngoài, hẳn được tính là phòng khách, bên trong có một cánh cửa khép hờ, xem ra là có phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ngủ, không có thứ gì khác, không có phòng bếp, không có thư phòng, đây là nhà ở gần cửa thành, tính ra thì nên coi như khu ổ chuột nằm tại vòng thứ 36, cái gì cũng không có là chuyện rất bình thường, cửa phòng nhỏ đóng chặt, trong phòng khách ngoại trừ một cái bàn gỗ rất nát cùng với mấy cái lế gỗ thì chẳng còn gì hết. Tô Vũ đi qua phòng ngủ khép hờ cửa kia, tiến vào xem xét. Chỉ có một cái giường vắn gỗ, trống rỗng, quá mức đơn sơ. Nơi này có cơ duyên gì được sao? Tô Vũ vẫn nhớ kỹ Ma đã nói những căn nhà này cũng có một ít cơ duyên. Có ư, hắn nhìn một phòng lại một phòng, không có cảm giác gì, có cộng lông cơ duyên ấy. Hay là nói vòng 36 quá rắc rưởi, nhà ở đây chắc chắn đã từng bị không ít người ở qua, cho nên dù có cơ duyên thì hiện tại cũng mất rồi. Tô Vũ nhìn về phía cái giường rách dưới bẩn thỉu, chẳng lẽ đêm nay mình phải ở lại đây sao căn phòng nhỏ này ngay cả cửa sổ cũng không có tô vũ rất ghét bỏ nhưng tử khí còn ở bên ngoài hay không thì hắn không rõ ràng cũng không dám tùy tiện ra ngoài chẳng lẽ mình phải ở lại căn phòng rất nát này lãng phí cả một đêm dù là từ cổng chính đi vào thì cũng chỉ có thể ở lại khoảng bảy tám ngày mà thôi đêm nay mình phải ở lại ngay đây ư tô vũ còn đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài hay không mà hiện tại ngoài cửa thành mấy vị giáp sĩ đều đang nhìn về hướng căn phòng nhỏ nọ có giáp sĩ nói khẽ công lĩnh hắn chết rồi phải không hình như cổ thành tử quang đã vào phòng vậy thì chắc chắn phải chết hay là tới nhìn thử coi có người hay không không ai thì chúng ta đi vào nhặt xác thôi mấy vị giáp sĩ thấp giọng nói lá thống lĩnh sơn hải cũng nhìn về phía bên kia lá hơi nhíu mày lá vất xem trọng người này nào ngờ vừa nghĩ đó là cường giả quật khởi mà đối phương chân trước chân sau chết luôn rồi đúng là vận khí kém tới nghịch thiên vừa vặn có dinh linh chuẩn bị trở thành cư dân nên ném giang ngọc phù lây dính huyết dịch của mình vừa vặn cổ thành tử linh xuất động đến lấy đi ngọc phù đương nhiên cũng có liên quan tới gia hỏa mới đến này dưới tình huống bình thường nhìn thấy ngọc phù thì nên gấp gáp trốn chạy tên kia thì ngược lại hắn còn ung dung đứng đó nhìn một hồi đã vậy còn đứng cách đó không xa lén nhìn trộm tử linh cổ thành tử quang truy tung có lẽ đã có một bộ phận thâm nhập vào phòng một khi tên kia bị tử quang nhiễm phải dù không chết thì cũng phế đi mà cho dù vượt qua được thì tử quang vẫn còn tồn tại trong thân thể rất nhanh sẽ trêu chọc tử linh một lần nữa truy tung tại cổ thành gặp phải tử linh cơ hồ là chết chắc đương nhiên là hắn có thể lựa chọn ra khỏi thành nhưng lần tiếp theo vợ đi cổ thành nào cũng đều sẽ bị tử linh để mắt tới xem như hoàn toàn đoạn tuyệt cơ duyên với cổ thành mà tử khí quấn quanh cũng sẽ làm cho người bị lây dính dần dần chết đi tủ vệ dân hải hôm nay liên tục hoài nghi chính mình ta cho rằng hắn là tô vũ hắn chưa chắc phải ta cho rằng hắn là cường giả quật khởi hắn vừa đến đã bị tử linh để mắt tới thế này còn cuột khởi kiểu gì ta cho là hắn phải chết ra hỏa này sẽ còn giống sao thật phức tạp nam tử lắc đầu cũng không nói thêm cái gì vận khí này không có người nào bị lại cũng không biết nên nói như thế nào chờ trời sáng đã rồi hãng đi nhìn nam tử nói một câu cho dù là bọn họ thì vào ban đêm cũng không nên chạy loạn đứng lắc ở cửa thành thì tử linh cũng sẽ không tới bên này sẽ không tìm bọn hắn nhưng một khi nhập thành đụng phải thì cũng có chút phiền phức tốt nhất vẫn không nên đi vào trong đêm mấy vị khác giáp sĩ liền gật đầu vậy thì chờ hừng đông rồi đi nhật sắc sao vậy chương một nghìn ba trăm ba mươi bốn hù dạ nai nhỏ mà hiện tại trong phòng tô vũ đã chờ đợi một lúc hắn lật xem bốn phía một lượt chẳng có thứ hay ho gì ở đây tở lại đây cả một buổi tối ư cũng quá lãng phí rồi chết sạch tô vũ thì thào một tiếng tử quang rất nguy hiểm nhưng hắn biết công pháp tiên tộc lại có thiên nguyên khí có công dụng triệt tiêu thứ kia đương nhiên chỉ có thể triệt tiêu chút ít tử quang nhiều quá thì hắn sẽ gặp nguy hiểm nói như vậy nếu tiên tộc ở chỗ này mà tao mộ tử linh chỉ cần đối phương có đầy đủ thiên nguyên khí thì độ nguy hiểm cũng không tính quá lớn Mai cửa không còn tử quang chứ tô vũ còn định tới xem nhiều lần lần tiếp theo đến có lẽ hắn còn phải đi cửa chính lại lãng phí đại lượng thời gian mấu chốt là lần tiếp theo nơi này có còn cho mình đi vào từ cửa chính không tô vũ vẫn chưa nắm rõ được hết thảy quy tắc nơi đây dù sao tốt nhất là cần tiết kiệm thời gian đừng lãng phí hay chậm trễ có một số nguy hiểm bản thân mình cũng không phải là không có cách nào chống cự giờ trực kiếp đã không nhảy lên nữa. Đại biểu nguy hiểm đã được tiêu trừ, Như đến đây, Tô Vũ căn bản không muốn nghỉ ngơi một đêm trong căn phòng rách nát này, nếu không phải biết chắc phá hư nhà cửa sẽ có kết cục gì thì hắn rất muốn phá hủy xem thử tình hình thế nào, có thể hủy hay không thì chưa nói. Nhưng hắn thật sự hoài nghi căn phòng rách nát này thế mà không ai hủy nổi ư? Ta phải ra ngoài xem một chút, Tô Vũ không kìm nén nổi, ngày đầu tiên đến mà phải ở lại địa phương quỷ quái này ngây ngốc một đêm, hắn sẽ rất không vui cộng thêm tử quang đã bị hắn tiêu trừ lòng tin của hắn cũng nhiều hơn mấy phần thuận tiện nhìn lại xem tử linh kia có thể theo tới hay không hắn cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra sau đó chỉ dám thò tay vẫy vẫy ra ngoài chứ không bước ra hẳn hắn phải thăm dò một chút dù sao cánh tay bị nhiễm tử quang thì hắn còn có thể tiêu trừ cửa thành nam tường sơn hải nam sừng sốt cho là mình hoa mắt lại nhìn thêm lần nữa đúng là có một cánh tay đang vẫy vẫy bên ngoài không có việc gì vận khí coi như không tệ từ Quang truy tung, gia hỏa này không nhiễm phải, xem ra vận khí rất tốt. Lá còn tưởng rằng gia hỏa kia đã chết rồi, thông lĩnh, hắn không có việc gì sao? Mấy vị giáp sĩ khác cũng nhìn thấy cánh tay kia, ai cũng có thước ngoài ý muốn. Vận khí thật tốt à? Thế mà đối phương không đụng phải Từ Quang, lá vang cũng thật là lớn. Vừa mới trêu chọc Tử Linh, hiện tại đã kìm nén không được muốn ra thăm dò. Loại người này van to bằng trời, đúng là phù hợp với tác phong của thiên tài, chỉ là không thể thiếu ăn khổ. Bên cạnh. Giáp sĩ nọ bật cười. Đoạn nói. May đấy. Nếu như bây giờ mà vừa khéo hắn nhiễm phải tử quang, đại khai sẽ sợ mất mật, ăn quả đáng ngập mạt. Sơn Hải Nam tử không nói gì, lã nhìn thoáng qua, thấy tô Vũ không có việc gì thì cũng không nhiều lời thêm. Giáp sĩ nọ lại cười nói. Khóng lĩnh, chẳng lẽ ra hỏa kia còn muốn ra ngoài, nếu dui xào gặp lại tử linh mà không có phòng chống cho hắn tránh thì hắn nhất định phải chết. Vừa nãy đã gặp phiền toái một lần, bây giờ hắn vẫn còn dám đi ra à? Không biết, Thông lĩnh lắc đầu ai biết những thiên tài kia nghĩ như thế nào Cái trước mắt này có lẽ đúng thật sự là tô vũ lã không dám xác định vừa rồi hắn thi triển động thuật cực nhanh có chút giống tô vũ nhưng khi đi cửa chính lại vô cùng gian nan dù sao hiện tại vã cũng hổ đổ rồi mai cửa vô sự tô vũ thăm dò một hồi từ quang không còn hắn nhẹ nhàng thở ra quyết định đi ra khỏi phòng còn lâu hắn mới chịu ở lại trong phòng này cả một đêm trên đường phố vẫn quạnh quẽ điều hưu như trước tử linh đã biến mất tô vũ đi ra ngoài tiếp tục tiến lên rất nhanh hắn đã đi tới trước căn phòng mà vừa mới rồi đã gặp phải nguy cơ cũng chính là phòng của con nai nọ hắn muốn nhìn thử xem lúc nãy tử linh viết gì lên trên bảng hiệu nhìn nó tô tô vẽ vẽ giống như lưu lại ít đồ tô vũ nhìn qua tấm bảng gỗ thấy được một cái đầu con nai ồ là đầu nai không hoàn chỉnh tô vũ sờ sờ càng như có điều suy nghĩ chẳng lẽ để trở thành cư dân thì liên tục trong ba ngày tử linh sẽ khắc huyết dịch lên trên tấm bảng gỗ dáng vẻ của chủ nhân nói như vậy tấm bảng gỗ bên ngoài căn phòng có thể coi là ảnh chụp của cư dân nơi đây, cao cấp như vậy sao? Khắc họa lại chân dung cho ngươi. Bất quá bước chân dung này nhìn vào sẽ làm người ta sợ hãi, tựa như tử linh đã dùng máu để vẽ nên đầu nai có màu đỏ thẫm đáng sợ, cốc cốc cốc. Tô Vũ gõ cửa, con nai kia kém chút đã hố chết hắn, hắn phải hù dọa dạ lại đối phương một phen mới được, ngõ một trận. Tô Vũ dường như nghe được thanh âm dùng mình riêng gì bên trong, có điều con nai kia vẫn không dám mở cửa ra. Tô Vũ nở nụ cười, thú vị cảm giác thú vị lại phát thác hệt như khi còn bé đi giả quỷ dọa dạ người mà nơi ra giáp sĩ sơn hải nhìn mà cạn lời đẹp nhưng kỷ của tên nhân tộc tuyệt đối không lớn hơn nửa đêm không có chuyện gì làm tại cổ thành lại đi gõ cửa dạ nai đây tuyệt đối không phải là chuyện mà cường già thành thục sẽ làm đây nhất định là tô vũ lãi nhớ tô vũ vẫn còn rất trẻ đừng nói chứ hơn nửa đêm mà có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng mình thật sự là quá dạ người ban đêm ở cổ thành vốn đã rất kinh khủng sơn Hải nam tử không chút nghi ngờ con nai trong phòng có khả năng đã sợ đến lạnh mình nói không chừng còn đang co quắp tại nơi rảo lánh bị dạ đến run lẩy bẩy đúng là không phải người tốt đặt vào ai thì cũng phải sợ run thôi Giác sĩ kế bên cũng có người giờ khóc giờ cười nói lá gian của hắn quá lớn đợi đi đến vòng 35, cẩn thận gặp được quân tần đêm tìm hắn để gây sự nam tử sơn hải không nói gì đó là chuyện của hắn không có quan hệ gì với mình ngang to bằng trời thì đó là thật chương 1335, quân tuần tra ban đêm tô vũ gõ cửa hồi lâu mà con nai nọ vẫn không mở cửa hắn cũng không quá để ý đổi thành hắn thì hắn cũng sẽ cố thủ không ra ngoài chỉ là hắn muốn dọa dạ nó trả thù việc ban nãy nó hại hắn khốn đốn một phen mà thôi tô vũ không để ý tới con nai nữa hắn dọc theo đường bên ngoài tiếp tục đi về phía trước hai bên đường phòng ốc đều đóng chặt cửa có một số chỗ cũng không phải nơi ở nhìn càng giống như là cửa hàng bất quá không biết bán cái gì hoặc là có người dám ở đây mở tiệm hay không đi một hồi hắn thấy được một căn phòng tấm bảng gỗ phía trên vẽ hình một con sói đây là cư dân bản địa tô vũ nghĩ đến chân dung con nai còn chưa hoàn thành nói như vậy đây là hình ảnh đã hoàn thiện con sói này chính là cư dân nơi đây rồi hình ảnh con sói cũng là màu máu làm người ta phải sợ hãi ai tô vũ thở dài một tiếng hắn có rất nhiều điểm nghi vấn nhưng lại không có ai giải thích tình huống cho hắn người đeo mặt nạ của liệp thiên cát cho hắn rất ít tư liệu tên kia chỉ giới thiệu trên đại thể một chút tình huống căn bản không hề nói tỉ mỉ mà địa phương quỷ quái này đêm hôm khuya khoát không có ai tồn tại muốn hỏi thì cũng không có người để mà hỏi thái độ của giáp sĩ ở cửa thành trước đó rất được nhưng đối phương một mực canh ở cửa thành có thể sẽ không tới nơi này hoặc là có nhiệm vụ gì hay là hạn chế gì đó rất nhanh tô vũ vừa tìm được một cái phòng trống đứng tại cửa phòng hắn bỗng nhiên hô to có người sống không tới đây đi tâm sự nào hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời vào nhà đừng có gặp phải tử linh nếu không sẽ rất phiền toái hắn cần lưu cho mình một đường lui hơn nửa đêm hắn rồng to một tiếng như này chỉ sợ đã hù dọa không ít người tô vũ cũng không thèm để ý thật sự quá mê mang to thành cổ này hắn căn bản không biết nên đi đâu tìm chỗ nào hiện tại hắn rất hy vọng madana ra đây tâm sự chỉ cần không động thủ chúng ta có thể tùy tiện trò chuyện madana có ở đây không đến tâm sự đi hắn đang gào thét dưới bóng đêm trên đường phố một đội giáp sĩ 10 người cưỡi tuấn mã cấp tốc chạy về phía hắn, giáp sĩ dẫn đầu bị hắc giáp bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi con mắt tối tăm, trong mắt lãnh sắc lấp lóe. Nhìn về phía Tô Vũ, miệng thốt ra tiếng thông dụng, lạnh lùng quát. Lớn mặt, đêm khuya không cho phép ồn ào, nhanh chóng vào nhà, cuối cùng Tô Vũ cũng đã nhìn thấy người sống, là vật sống, bởi vì ngọc cảm ứng có biểu hiện, về phần có phải người hay không thì cái này không rõ ràng, tại nơi đây hắn rất khó cảm ứng ra đối phương có phải là người hay không trừ phi đối phương bộc lộ ra nguyên hình sơn hải cảnh tô vũ cảm ứng một chút một vị sơn hải chính vị khác đều là lăng vân rất mạnh tại địa phương quỷ quái này cường giả hiển nhiên không ít vị tướng quân này ta mới đến không hiểu rõ lắm quy củ nơi đây có thể trò chuyện một chút được không tô vũ tươi cười bổ sung không để ngươi phải trò chuyện không công đâu dứt lời trong tay hắn xuất hiện một thanh huyền bin cười ha hả nói tướng quân có thể chỉ điểm ta một vài điều được không nếu là vật sống vậy thì sẽ có nhu cầu có tiền sẽ có thể say khiến quỷ thần mà nào ngơ giáp cường giả lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái quát đi vào tô vũ cười khan tướng quân các ngươi là thủ vệ trong thành sao đi vào hắc giáp cường giả lại quát Con dám ồn ào chén chết không tha tô vũ khay nhíu mày rất nhanh lại khôi phục tiếu dung tướng quân ta chỉ hỏi thăm tình huống một chút thôi ngươi biết ma không ta là bạn hắn ầm hắn còn chưa dứt lời tướng lĩnh mặc hắc giáp đã đâm trường thương ra tô vũ vội phóng vào phòng một tiếng ầm vang cửa phòng bị trường thương chấn run lên truyền ra tiếng động dữ dội mai cửa hắc giáp tướng lĩnh lạnh lùng hừ một tiếng trong mắt gã u mang lấp lóe đã tới thiên diệt cổ thành thì thành thật cho ta tân thủ quy củ nơi đây quân tuần đêm làm việc mà cũng dám kháng mệnh trong phòng tô vũ nghe gã nói vậy thì không khỏi nhíu mày cửa phòng không bị phá hư mà đối phương cũng không bị trừng phạt gì hết khả năng là có liên quan tới việc vã là thủ vệ nơi này cũng bất quá ỷ vào bản thân là thủ vệ cổ thành mới dám lớn lối như vậy đặt ở bên ngoài thì bọn họ chỉ là cường giả tiểu tộc hoặc là gia hỏa bị phá diệt giới vực là kẻ lưu lạc mà thôi kết quả đến nơi đây bởi vì quy củ nên dù là thiên tài đại tộc thì cũng không dám làm gì bọn họ cho cậy gần nhà là cậy gần chuồng tô vũ thầm mắng một tiếng tòa thành cổ này lại không phải là của các ngươi nó đã tồn tại từ xa xưa các ngươi cũng chỉ là ở nhiều thôi Tô Vũ bất đắc dĩ. Được rồi, ăn nhờ ở đậu, tạm thời không rõ ràng tình huống. Đừng chơi chọc làm gì, giả sợ ấy hả? Ta cũng biết. Tô Vũ lại lần nữa hô, "Tướng quân, có thể làm phiền hỏi một chút không? Madana ở trong này sao?" Lọng miệng, "Tôn Ao lần nữa ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi cổ thành." Mai cửa, vị tướng lĩnh giận dữ quát lớn một tiếng, mà Tô Vũ thì biến đổi sắc mặt, vừa yếu ớt nói, "Tướng quân, cư dân cổ thành cùng thủ vệ cũng không có khả năng cả một đời không ra ngoài cổ thành đúng không nhất định sẽ có lúc đi ra tội gì phải bất cận nhân tình như thế mai cược lã tướng lĩnh nọ nghe thế thì kinh ngạc gia hỏa nhân tộc đang uy hiếp mình sao lã không ngờ tới tại có người dám ở bên trong tòa thành cổ này uy hiếp quân tuần đêm lã lạnh lùng nói nhân tộc chớ chọc giận ta tưởng rằng trốn trong phòng thì có thể không ai ngại quân tuần đêm có trách nhiệm điều tra đạo tặc bản tướng có thể xin mở phòng của người ra ngươi muốn tìm cái chết sao? Địch, còn có vụ này nữa hả? Đương nhiên. Tô Vũ không sợ lã. đối phương là sơn hải, nhưng cảm giác cũng chỉ là sơn hải nhất nhị trọng, Tô Vũ thật sự không sợ, nhưng ở đây lại phát sinh trung đột với thủ vệ quân trong thành, một khi trơ chọc tới vị thanh chủ Nhật Nguyệt Cửu trọng thì mới là đại phiền toái. Tô Vũ ủy khoát phiền muộn, Ngại nó, ta chỉ muốn hỏi thăm tình huống, ngươi không trả lời thì thôi. Phách lối làm cái gì? Một thanh huyền binh mà vẫn thấy chướng mắt. Thôi được rồi, nên nhẫn thì vẫn phải nhẫn nhịn một chút thăm dò rõ ràng tình huống xem xem có thể giết ra hỏa ngoài kia hay không hoặc là trước khi đi thì tìm lã xử lý vã dù sao hiện tại tô vũ cũng có vô số suy nghĩ sau một khắc hắn khung nùng nói tướng quân bất giận ta mới đến nên cái gì cũng không hiểu có mạo phạm thì kính nhiều tướng quân đại nhân đại lượng dứt lời hắn lại bảo chuyên huyền binh này của ta coi như là lễ vật bồi tội với đại nhân đi dứt lời hắn liền mở cửa ném một thanh huyền binh ra ngoài sau đó lại đóng vội cửa phòng hắc giáp tướng lĩnh đưa tay bắt lấy thanh huyền binh trong mắt u mang lóe lên một cái do xét một lượt thanh huyền binh này chất lượng đẳng cấp đều không tệ lã lạnh nhạt bảo không cho phép ồn ào thêm thần ma cũng tốt nhân tộc cũng bực ở đây thì đều phải thành thật cho ta nhất định mai cửa đội ngũ 10 người rời đi tiếng vó ngựa ở trong màn đêm rất rõ ràng tô vũ thầm mắng chờ xem huyền binh của ta dễ cầm như vậy sao định vị ngươi chờ đó đi hắn quay đầu nhìn căn phòng mới vừa vào còn tốt lớn hơn so với trước đó không ít cùng lắm không được thì đêm nay nghỉ ngơi một đêm ở đây vậy. Hẳn là trời cũng sắp sáng, chờ trời sáng lại đi ra hỏi thăm chút tình huống. Tô Vũ ủi oải, cổ thành thật sự quá tà môn. Được rồi được rồi, đêm nay hắn sẽ nghỉ ngơi trước, Lão phí một đêm thì một đêm đi. Hắn dừng lại củng cố cảnh giới cũng tốt, ngày mai hắn sẽ đi tìm người để tìm hiểu tình huống. Trong thành có lẽ cũng có nhân tộc, trước đó tại cửa ra vào hắn đã là vị lão giả nhân tộc. Hình như khi đó ông ta cũng đang định vào thành, Tô Vũ tùy ý ngồi xuống ghế dựa. Lúc này, trước kiếp lại nhảy lên một cái. Chương 1336, ta muốn biết bí mật cổ thành Tô Vũ vừa mới ngồi xuống ghế dựa, lúc này, trước kiếp lại nhảy lên một cái, lòng Tô Vũ khẽ nhúc nhích, máu nhìn chung quanh. Trong phòng có nguy hiểm sao? Không thể nào, hắn dò xét bốn phía, không thấy cái gì nguy hiểm cả, bắt qua. Rất nhanh, ngay khi Tô Vũ đang chuẩn bị tu luyện, hắn vừa lấy ra một ít thiên nguyên khí thì bỗng nhiên âm thanh xì xào bên tai vang lên không dứt, Tô Vũ kinh hãi, giờ khắc này hắn mới phát hiện ra dị thường Đệt từ khí trong phòng rất yếu ớt hắn cơ hồ không cảm ứng được bất cứ dị thường nào nhưng tử khí và thiên nguyên khí có xung đột lúc này chúng vừa đụng nhau liền phát sinh va chạm trong ba ngày nhất định phải rời đi tô vũ hoàng hốt lúc bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ trong ba ngày nhất định phải đi tại sao phải đi bởi vì địa phương quỷ quái này có tử khí vô thanh vô tức chảy vào phòng sao thì ra căn phòng này cũng không phải nơi an toàn gì mà đây chính là cái hố to bất quá hẳn là có người đã nhận ra dị thường, cho nên mới định ra thời hạn 3 ngày. Trong 3 ngày, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, chỉ khi nào quá 3 ngày thì có lẽ tử khí mới bộc phát lợi hại gây ra chết người, khó trách có người vô duyên vô cớ chết ở đây. Đáng sợ, nếu không phải ta có thiên nguyên khí, chẳng phải ta sẽ hoàn toàn không biết gì cả sao. Mà ngay khi Tô Vũ nghĩ đến những chuyện này, bên ngoài thân thể của hắn bỗng nhiên tràn lan ra một vòng ánh sáng, loại bỏ đi chút ít tử khí yếu ớt kia Tô Vũ sững sờ. Đây là cái gì? thật lâu sau tô vũ mới mơ hồ đoán được lẽ nào đây là ban thường khi đi qua cổng chính hắn nhìn kỹ một chút chín vòng sáng giờ phút này vòng ánh sáng thứ nhất đã có dấu hiệu ảm đạm nó mới làm hao mòn chút xíu tử khí mà trông đã sắp hỏng mất hắn có tổng cộng chín vòng sáng thì tương đương với việc có thể chống cự chín lần tử khí phải không cho nên ngươi đi qua cổng chính mới có thể ở lại thêm mấy ngày từng nghi hoặc hiển hiện trong đầu tô vũ lại nhìn một lực căn phòng này đệt nơi đây rõ ràng không phải phòng ở đây chính là quan tài quan tài lòng tô vũ dâng lên ý nghĩ dạ người ấy tòa thành cổ này quá là tà dị trong phòng ở cổ thành lại có tử khí xuất hiện giờ phút này tô vũ hoài nghi có phải là càng đến gần vòng trong thì tử khí sẽ càng nhiều hay không đây là nguy cơ vậy thì kỳ ngộ là cái gì còn nữa những tử khí tràn lan chung quanh rốt cuộc là lực lượng gì tử linh lại là thứ đồ chơi gì thiên diệt thành có vẻ càng thêm thần bí năm xưa nơi này được dựng lên thực chất là dùng để làm gì hết thảy mọi chuyện tô vũ đều không biết đương nhiên Chư thiên chiến trường có rất nhiều chỗ thần bí, thư hắn không biết còn nhiều lắm. Nguy hiểm vào thần bí thông thường cũng đại biểu cho cơ duyên. Madonna nhất định cứ muốn vào cổ thành, thậm chí không màng tới chuyện giết người. Tô Vũ cảm thấy chắc chắn là vì cổ thành thật sự có đại cơ duyên, hắn rất muốn được thỉnh giáo Madonna một phen. Điều kiện tiên quyết là tên kia sẽ không ra tay với hắn. Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng vó ngựa mơ hồ của quân tuần đêm, bỏ ra hỏa này cũng thần thần bí bí cũng không biết chuyển đổi thành cư dân cổ thành thì rốt cuộc là có gì không ổn hay là sẽ lập nguy cơ ra sao. Còn cả tên tử linh kia vô số sự tình lượn lời trong đầu, chân chờ một chút, Tô Vũ lấy ra điểm bảng, bảng danh sách vẫn như cũ, Tô Vũ suy nghĩ một chút, quyết định nhầm vào một hàng chữ trên bảng danh sách, ta muốn biết bí mật cổ thành, một lát sau. Bảng danh sách trống không bỗng hiển lộ ra một hàng chữ đáp lời. Tất cả cổ thành hay là thiên diệt cổ thành, thiên diệt cổ thành, Tô Vũ chỉ muốn biết về nơi này, địa phương khác hắn đã đi đâu quả nhiên rất nhanh lại có chữ viết hiện ra tân dùng nguyên năm thọ nguyên để đổi lấy bí mật của thiên diệt cổ thành thọ nguyên tô vũ hiểu rõ cái gọi là thọ nguyên kỳ thật chính là sinh cơ tức đoạt sinh mệnh chi lực trong cơ thể ngươi thứ này nói như thế nào đây dùng tiên tục thúc đẩy sinh trưởng pháp có lẽ có thể bù đáp nhưng phàm là chuyện gì phải dùng thọ nguyên để đổi thì bình thường đều không quá đáng tin cậy tô vũ cự tuyệt đổi một điều kiện khác đi mười năm thọ nguyên đánh giết một vị thiên tài trên thiên bảng cung cấp một giọt tinh huyết vĩnh hằng hay một viên thần văn vĩnh hằng có thể tùy ý chọn một chọn con mẹ ngươi tô vũ muốn máu ngươi long dạ hiểm độc ngươi điên rồi à tinh huyết vô địch vĩnh hằng thần văn nhân tộc không có vĩnh hằng thần văn mạnh nhất chỉ là nhật nguyệt cảnh vĩnh hằng thần văn tức là đại biểu giết văn minh sư vô địch của cường tộc khác nói nhảm tính ra thì người năm thọ nguyên hoặc là đánh giết thiên tài thiên bảng là đơn giản nhất nhưng mà phí tổn đắt đỏ như vậy sao còn có cách nào khác không quá đắt cơ mật về cổ thành đáng cái giá này lòng tô vũ khẽ động ta đang muốn biết về cổ thành đối phương có lẽ sẽ cần rất nhiều thứ nhi đến đây tô vũ bèn nói không hỏi về toàn bộ cổ thành nữa ta muốn biết làm sao để thu được cơ duyên ở thiên diệt cổ thành cần phải bỏ ra cái giá gì quả nhiên điều kiện đã thay đổi ba năm thọ nguyên người giọt nhật nguyệt tinh huyết đánh giết một vị thiên tài địa bảng hoặc một kiện địa binh tô vũ mang theo nghi hoặc cùng ý động nếu ta muốn giao dịch thì phải làm sao để giao dịch nguyện ý giao dịch thì chuẩn bị đồ vật kỹ càng rất nhanh tự nhiên sẽ giao dịch thành công tô vũ trần chờ một chút lại viết không có địa binh huyền giai đỉnh phong võ binh thì có 3 kiện có thể giao dịch không bên kia giống như đang cân nhắc chốc lát sau mới trả lời nếu có 70 đạo kim văn trở lên thì ba kiện dưới 70 đạo thì năm kiện không thành vấn đề thứ này tô vũ có thể đáp ứng mặc dù rất đắt cái giá này có chút lớn nhưng lần đầu giao dịch thăm dò đối phương trước đã lại nói hao phí một ít đại giới cũng không tính là gì liệp thiên thác cũng bí ẩn hệt như cổ thành giao dịch làm sao để giao dịch tô vũ vẫn còn đang suy tư bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang tô vũ thầm giật mình bên ngoài có âm thanh truyền đến rất yếu ớt tố tiên sinh giao dịch có thể bắt đầu đậu má tô vũ thầm mắng tới rồi liệp thiên các thế mà có thuộc hạ ở trong cổ thành tô vũ cảnh giác vạn phần nghĩ một lát bèn hé cửa mở ra một cái khay cực kỳ nhỏ bé nhìn thoáng qua bên ngoài một đạo hắc ảnh đang đứng ngoài cửa nhìn thấy tô vũ xuất hiện liền đưa ra một viên ngọc phủ tố tiên sinh có thể giao dịch tô vũ cao mày hỏi liệp thiên các ngâm dù các ngươi có định vị thì cũng không thể định vị chuẩn xác thế chứ trước đó tô tiên sinh có hét lớn ta nghe được bóng đen trả lời đơn giản dĩ nhiên định vị không tinh chuẩn đến thế nhưng không phải mới rồi ngươi lào rất lớn sao quân toàn đêm không làm phiền ngươi là tránh đi là được nửa giờ họ mới tuần tra một lần bóng đen đạm mạc đáp Tô Tiên Sinh không cần thăm dò, những tin tức này xem như miễn phí cho Tô Tiên Sinh. Tô Vũ không nói gì. Do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy ra mấy món binh khí. Đây cũng là binh khí không dùng được mà khi hắn nhàn hạ đã chế tạo ra. Đương nhiên, còn thiếu một thanh, không sao, lúc trước hắn giết không ít người. Cũng thu hoạch được kha khá, lúc này hắn lấy ra một kiện dao cho bóng đen, lại hỏi, in tức chuẩn xác không? Liệt thiên các đặt chữ tín lên đầu, chỉ đơn giản như vậy, muốn tin hay không thì tùy. Tô Vũ lựa chọn tin tưởng, giao ra đủ binh khí rồi cầm lấy ngọc phù. Đóng cửa, hắn không vội xem ngọc phù mà là đang chờ đợi. Nhưng chỉ vài giây sau, bỗng nhiên, định vị trong đầu hắn biến mất. Đúng lúc đó, điểm bàn trên người Tô Vũ xuất hiện một hàng chữ, Tô Vũ. Lần sau đừng chơi trò nghèo dùng binh khí định vị nữa, là một tổ chức khổng lồ. Chưa trò của Tô Vũ hoàn toàn chỉ có thể coi là trò vặt. Tô Vũ cũng chỉ muốn thử thăm dò một chút, nhưng hiện tại trong lòng không khỏi thất kinh, định vị đã biến mất, điều này đại biểu cái gì? rất nhan đã biến mất. Điều này đại biểu đối phương phát hiện định vị ngay lập tức, sau đó thẳng tay tiêu trừ. Có thể thuận lợi tiêu trừ định vị của hắn nhanh như vậy, xem ra đối phương chính là một vị địa binh sư, được không? Dù là cường giả bình thường cũng rất khó trong nháy mắt xóa đi thứ hắn trang bị. Địa binh sư ở ngay trong cổ thành, hay là ở bên ngoài cổ thành, liệt thiên các. Cổ thành càng ngày càng thần bí, chư thiên chiến trường có rất nhiều thứ mà nhân tộc hay kể cả các tộc khác đều không hiểu rõ lắm. Vô địch có lẽ biết, thế nhưng họ đều giữ kín như bưng. Chương 1337, cơ duyên tại cổ thành Tô Vũ không suy nghĩ thêm về liệt Thiên Các nữa, hắn cầm lấy ngọc phù nhìn thoáng qua, làm sao để thu được cơ duyên ở cổ thành, nhìn ngọc phù một lúc, ánh mắt Tô Vũ hơi khác thường, liệt Thiên Các cho ra ba đáp án. Đáp án thứ nhất. Phủ thành chủ, cho phủ thành chủ có cơ duyên rất lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ chết, về phần cơ duyên trong phủ thành chủ ở đâu thì phải tự mình tìm. Đáp án thứ hai là cổ ốc, ví như phòng mà Tô Vũ hiện tại và ở chính là cổ ốc. Trong phòng có cơ duyên, thứ này được nói tương đối nhiều, cơ duyên có rất nhiều chủng loại, Tuy nhiên một người đã chết còn sót lại, có cổ ốc sẽ có thi thể cư dân bản địa cùng thủ vệ không thể nào vào được, ngươi tiến vào thì có thể có thu hoạch lớn, càng đến gần bên trong thì khả năng thu hoạch kích lợi lại càng lớn, một ít phòng chưa mở ra khả năng sẽ tồn tại đồ tốt, rất nhiều chủng tộc chú đóng ở cổ thành kỳ thật là vì để mở ra những căn phòng này, có lẽ còn có thể thu được đồ vật còn sót lại từ thượng cổ. Đây là cơ duyên, một điểm nữa Phong ở càng tốt thì bên trong có khả năng xuất hiện một chút đồ thần bí, tỉ như có nơi ngươi tiến vào, vận khí tốt có lẽ có thể thu hoạch được bảo vật hoặc là bí cảnh gì đó, có căn phòng sẽ có thể là bí cảnh tồn tại, kỳ thật là do thần văn hóa thành, có người từng ở trong cổ thành tiến vào bí cảnh, thu được một hồ Nhật Nguyệt Huyền Hoàng ẩn chứa lượng lớn Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, có người từng đi vào bí cảnh, thu được một cây Thiên Nguyên quả. Vô số năm trôi qua, kết quả có vô số Thiên Nguyên khí nồng đậm dọa người, cũng có người từng ngoài ý muốn mà thu được Thiên Binh Tô Vũ nhìn mà hoa mắt, thì ra là thế, phòng tốt thì mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn. Đương nhiên, tỷ đệ xuất hiện đại khái rất thấp, mà rất nhiều phòng ngươi căn bản không vào được, tiến vào cũng sẽ có hung hiện, rất nhiều người chỉ vừa tiến vào thì đã lập tức tử vong. Tô Vũ hoài nghi đây là do bị tử khí ảnh hưởng, phong càng mạnh thì có lẽ từ khí càng nồng động, những cổ ốc này có khả năng mang cho ngươi cơ duyên, cho nên Ma chính là vì nguyên nhân đó mới muốn xâm nhập cổ thành, phủ thành chủ, cổ ốc. Đây là hai loại cơ duyên, Tại cổ thành còn có một loại cơ duyên nữa, cũng chính là thứ mà Liệp Thiên Các cung cấp sau cùng. Loại thứ ba, cổ thành lệnh, đây là một loại lệnh bài bên trong tòa thành cổ. Bản thân nó không tính là cơ duyên gì nhưng lại có liên hệ với một nơi rất thần bí của Chư Thiên Chiến Trường, Tinh Vũ Phủ Đệ. Cổ thành và Tinh Vũ Phủ Đệ có khả năng có liên quan với nhau, trước mắt còn chưa có gì chết cụ thể nào nói là cổ thành cùng Tinh Vũ Phủ Đệ có quan hệ, nhưng trong cổ thành có cổ thành lệnh, mà dung cổ thành lệnh đẳng cấp khác nhau có thể mở ra những bí cảnh khu vực khác nhau ở Tinh Vũ Phủ Đệ tinh vũ phủ đệ rất khổng lồ rất thần bí thăm dò vô số năm cũng không dò xét ra được gì mang theo cổ thành lệnh thì sẽ có cơ hội thu hoạch được một vài đại cơ duyên điều kiện tiên quyết là đẳng cấp cổ thành lệnh phải đủ cao mà cổ thành lệnh nằm trong tay tử linh tô vũ đau rằng địch Liệp thiên các có ý tứ rằng những tử linh kia có thể là người vốn ở trong cổ thành chỉ có cướp từ tay tử linh mới có hy vọng đoạt được cổ thành lệnh đương nhiên cường giả của thiên diệt thành có lẽ cũng có vật này cướp đạt từ tay tử linh có thể là phát hiện ngoài ý muốn nhưng dưới tình huống bình thường lệnh bài đều ở trong tay tử linh tử linh càng mạnh thì có khả năng mang theo lệnh bài càng cao cấp hơn trước mắt chưa rõ có bao nhiêu loại đẳng cấp lệnh bài đang không cảnh lang vân cảnh sơn hải cảnh đương nhiên cảnh giới của tử linh không rõ nhưng có vẻ như đều không khác mấy do xét cũng kém không nhiều từ khí cũng có giới thiệu sơ lược rất phiền phức tốt nhất là có phương pháp ứng đối có thực lực cường đại hoặc là thủ đoạn đặc thù hoặc trực tiếp đánh chết tử linh không thì nếu mà bị những phải sẽ rất khó loại trừ mà về sau dù có vào cổ thành cũng sẽ bị tử linh trong cổ thành truy sát bởi vì trong mắt tử linh khi đó ngươi chính là kẻ xâm nhập nếu ngươi vận khí kém cho rằng đối phương là tử linh đằng không đối phương có thể lại là nhật nguyệt ngươi liền xong đời cho nên loại cơ duyên này liệp thiên các đều thiết minh rằng không nên tùy tiện thử trừ phi thực lực cường hãn vô cùng những năm qua vì muốn thu hoạch được chỗ tốt các tộc đều có một ít tinh anh cường giả thử nghiệm kết quả lại đều chết rất thảm huyền khải nhất tộc có cường giả tọa chấn ở phụ cận kỳ thật chính là vì những chỗ tốt trong cổ thành này cuối cùng trên tư liệu còn nói một điểm tiến vào từ cổng chính sở dĩ thời gian ở lại lâu hơn là vì có ích lợi cực tốt ngay khi ngươi ở trong những phòng óc cường đại trong ba ngày đầu có lẽ không phát hiện cái gì nhưng đến ngày thứ tư thứ năm trong phòng bỗng nhiên sẽ hiện ra một bí cảnh cho nên thời gian ở càng lâu khả năng tìm được lợi ích càng lớn xem hết tư liệu tô vũ thờ hát ra nam thanh huyền binh chỉ đổi lại cái này hết mấy vạn công hơn rồi đấy. Nói không đáng cũng không phải, tốt xấu gì hắn đã biết một vài thứ. Nói là đáng giá thì cái này có thể so với giá của một thanh địa binh, thế mà chỉ đổi lấy một ít thông tin như vậy, hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Tô Vũ nghĩ nghĩ, quyết định viết lên điểm bằng lần nữa, tin tức có giá trị quá ít, không đủ, liệp thiên các hố người. Không thể mua bán lâu dài, ngươi muốn như thế nào, đưa ta mấy tin tức miễn phí, về sau có lẽ có thể tiếp tục hợp tác, ngươi muốn hiểu rõ cái gì, ở đây có thể giết người không? Có thể giết những cư dân hoặc là thủ vệ quân không? Thành chủ sẽ ra tay à? Thành chủ thiên diệt thành là thế lực như nào? Phá hủy phòng ốc sẽ bị trừng phạt ra sao? Trở thành cư dân có lợi và hại gì? Tô Vũ hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Đúng vào lúc này, trên điểm bảng hiển lộ một công. Những tin tức này rất nhiều, bất quá không tính là quá đáng tiền. Có thể cho ngươi. Có điều ngươi cần cung cấp cho chúng ta một giọt máu của ngươi. Của không giao dịch. Bảng danh sách an tĩnh một hồi sau một khắc lại hiện lên một câu vậy cung cấp một giọt thiên phú tinh huyết bất kỳ chủng tộc nào cũng được cô tô vũ chửi thầm không thể được chẳng những không được mà lúc này hắn còn lặng lẽ đi ra ngoài hắn muốn đổi sang căn phòng khác miễn cho bị người khác biết rằng hắn đang ở ngay đây phòng trống còn rất nhiều trước đó tô vũ không để ý hiện tại thì hắn đã nhận ra một việc phòng khác biệt thì khi tiến vào sẽ có một ít lực kháng cự khác biệt có một vài căn phòng nhìn rất giống nhà ở của nhân tộc sau khi đi vào lực kháng cự sẽ nhỏ đi hẳn Tô Vũ tìm một gian phòng trông giống với các căn nhà phổ thông ở nhân cảnh, đi vào chờ đợi một hồi, cảm giác lớn nhất là tử khí đã bớt đi nhiều, Hẳn năng đây là lý do vì sao vị Sơn Hải trông coi cửa thành lại bảo hắn nên đi tìm phòng của nhân tộc, giảm bớt tử khí, giảm bớt nguy hiểm, hắn vẫn tiếp tục cùng liệt Kiên các trả giá, không những thế. Tô Vũ còn lén lút cải biến tướng mạo, trong chớp mắt hắn đã hóa thành một con mãnh hổ, hắn muốn thử xem đối phương có thể tìm tới chỗ hắn, có thể định vị chuẩn xác hay không không thì mang theo điểm bảng như này sẽ không yên lòng. Rất nhanh, Đê Liệp Thiên Cát đã hồi đáp rằng họ có thể cung cấp những tài liệu này cho hắn, nhưng bọn họ cần Tô Vũ cung cấp một phần tư liệu liên quan tới đan hùng. Đúng vậy, là đan hùng, bao gồm cả thủ đoạn, thần văn đặc thù, đặc tính thần văn của đan hùng Tô Vũ đáp ứng vô cùng thông khoái, tùy tiện viết là xong. Chuyện này quá đơn giản, về phần thật hay giả thì ta làm sao biết? Ta biết mọi người đều biết, mọi người không biết, kỳ thật ta cũng không biết, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai cơ chứ? Còn về chuyện tại sao Liệp Thiên Các muốn hiểu rõ về Đan Hùng thì Tô Vũ lười đi đoán, hẳn là không khác gì lúc trước, bọn gia hỏa này đã có hứng thú với Đan Hùng, hợp nhất nhiều thần văn, đi cảm thấy hứng thú nhiều lắm, cũng không chỉ có mỗi mình Liệp Thiên Các. Chương 1338. Đánh cực vận khí cuối cùng Tô Vũ đã lấy được tư liệu mình cần, bất quá thời gian hoàn thành giao dịch ra hơn nhiều, không biết đối phương là cố ý hay là thật sự khó mà định vị hắn. Qua chừng một giờ, bên ngoài mới vang lên tiếng đập cửa, cửa mở, ngoài cửa vẫn là bóng đen trước kia kỳ thật tô vũ không biết đó có phải là cùng một vị hay không thực lực tương đương khi tức thì khó mà phân rõ nhưng dáng dấp và trang phục thì không sai biệt lắm tô vũ cũng lười nhiều lời cấp tốc ném tư liệu về đan hùng mà hắn tự viết cho đối phương bóng đen kiểm tra một hồi sau đó cất tiếng tố tiên sinh những tài liệu này có vẻ như đều quá hạn và lại tư liệu liên quan tới viên thần văn kia của đan hùng có phải là ngươi viết không được bình thường lắm cái gì tô vũ chột dạ hỏi làm sao lại không được bình thường Ngươi nói thần văn của hắn có khả năng không phải thần văn, mà là một loại binh khí đặc thù, cái này muốn tin thì tin, không tin thì thôi." Tô Vũ tức giận gạt đi, "Đây là suy đoán của ta. Ngươi không tin thì tùy, ta hoài nghi đan hùng thật ra là người cải tạo, là văn minh sư hệ cải tạo." Mặc dù cảm giác Tô Vũ đang nói bậy nhưng bóng đai này cũng không có cách nào, đành phải rời đi. Nó vừa đi, Tô Vũ liền chuyển đổi sang một gian phòng khác, phải di chuyển, quả nhiên. Điểm bằng có thể định vị mình, nhưng có lẽ việc định vị không đơn giản lắm nếu không phải đối phương cố ý hay không phải là thật sự khó mà tìm tới mình trong nháy mắt thì chỉ có thể xác nhận một phạm vi đại khái lần sau có thể thử lại lần nữa giấu điểm bảng tại địa phương khác nhau hoặc là dứt khoát giấu vào biển ý chí hoặc là dùng thần văn bao trùm dù sao cứ thử nghiệm là được tô vũ lại lấy được một vài tư liệu hắn vội vã xem xét vấn đề mà hắn hỏi trên đại thể đều có một đáp án tại cổ thành có thể giết người nhưng giết người bao gồm cả việc đổ máu đều có thể dẫn xuất tử linh chính ngươi phải cân nhắc có nên giết người ở nơi này hay không. Cư dân và thủ vệ quân cũng có thể giết. Đạo lý đồng dạng, mà bởi vì là cư dân bản địa đê giết họ thì có thể sẽ dẫn xuất từ linh cử đại, trở thành cư dân cổ thành kỳ thật sẽ có ràng buộc với cổ thành, chỗ tốt dĩ nhiên có. Đó là có thể sinh tồn lâu dài ở đây, mặt khác cư dân sẽ khó được trạng thái không liên quan tới nhau với tử linh. Không chủ động chơi chọc thì tử linh sẽ không công kích cư dân bản địa, không những như thế. Dưới tình huống nhất định, nếu cư dân bản địa nắm giữ cổ thành lệnh đẳng cấp tương đối cao thì thậm chí có thể thúc đẩy và ra lệnh đối với những tử linh nhỏ yếu trước đó thống lĩnh quân tuần đêm từng nói gã có thể phá vỡ phòng kỳ thật ý là gã có được cổ thành lệnh đẳng cấp đủ cao để có thể cưỡng ép mở ra phòng ốc dựa theo cách nói của liệp thiên thác đẳng cấp cổ thành lệnh có lẽ được chia ra 36 loại đại điều 36 vòng cổ thành lệnh sơ đẳng có lẽ chỉ có thể mở ra những phòng ở khu vực ngoài diệt nếu lo lắng người cổ thành giết vào trong phòng thì tốt nhất nên vào trong vòng cao đẳng đối phương căn bản không có khả năng tiến vào liên quan tới việc phá hủy phòng ốc kết quả vẫn như cũ ngươi không phá hư được dù có phá hủy thì những gian phòng này cũng nhanh chóng khôi phục mấu chốt là phá hủy phòng ốc sẽ trêu chọc tử linh tóm lại trong tòa cổ thành này đáng sợ nhất không phải người sống mà là người chết những tử linh kia có thể là người năm nó chết trong cổ thành bị đo thành này bảo tồn lại chăn đầy khí tức tử vong mà tin tức liên quan tới thành chủ thiên diệt thành thì chỉ có ít gỏi vài câu giới thiệu đừng trêu chọc cũng không cần e ngại nhân im tiên phàm là vô địch vượt qua năm chủng tộc, vị này sẽ không dám trêu chọc, không chủ động đụng tới hắn, hắn sẽ không chủ động chọc tới các ngươi, chỉ đơn giản như vậy, có thể chiếm cứ cổ thành, tại thành này là chúa tể một phương, năng lực xem xét thời thế dĩ nhiên phải có, sở dĩ nói vượt qua năm vị vô địch mới có thể khiến hắn e ngại, đó là bởi vì có cổ thành từng bị công kích, tam đại vô địch tiến vào cổ thành, cuối cùng không thể thu được chỗ tốt gì. Ngược lại còn chết một vị vô địch, đó là chuyện đã xảy ra mấy trăm năm trước, cho nên nếu tiểu tộc nào không có nhiều vô địch mà chỉ có vô địch cá biệt thì đối phương cũng không ai e ngại cổ thành có hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh tạo thành chủ nhân khôi lỗi của cổ thành đúng vậy chủ nhân khôi lỗi đây không phải do tô vũ nói mà là liệp thiên các viết như thế chủ nhân khôi lỗi có năng lực điều động lực lượng cổ thành tóm lại chính là muốn nói cho tô vũ nghe hai việc không thể nhập làm chung ngươi không có việc gì thì đều ngu sần mà đi chơi chọc đối phương là được nhân tộc cũng không phải quả hồng mềm tuy những năm gần đây tình cảnh không quá tốt nhưng năm nó hạ long võ đánh tới thiên diệt thành mà vẫn không có chuyện gì đối phương vì sự thanh tĩnh cũng sẽ không tùy tiện xung đột cùng các thiên tài của đại cường tộc thì ra là thế xem hết những tài liệu này đối với cổ thành tô vũ đã có ấn tượng trên đại thể không thể không nói hệ thống tình báo của liệp thiên các vẫn rất hoàn thiện chuyện gì cũng đều biết một chút đương nhiên những điều này đại khái không phải là toàn bộ cổ thành tỷ như tử linh hình thành như thế nào có quan hệ gì với tinh vũ phủ để những thứ này đều không có bất kỳ giải thích gì phù thanh chủ biên trong có một vị nhật nguyệt cửu trọng tọa chấn ta mà đến chính là tự tìm cái chết giết tử linh quên đi thôi đừng để đụng phải nhật nguyệt tử linh thế chi chết chắc trước đó tên mà ta gặp phải khả năng chỉ là lăng vân hoặc sơn hải như đó đã khó đối phó lắm rồi biện pháp duy nhất là tiến vào vòng trong tìm một căn phòng chưa ai từng tới đi đánh cược vận khí một ván đợi càng lâu xác suất xuất hiện cơ duyên càng lớn điều kiện tiên quyết là không bị tử khí ăn mòn đến hiện tại Tô Vũ đại thể đã biết làm sao để đạt được lợi ích ở cổ thành, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng, cái này rất lợi hại, có thể giúp khiếu huyệt Nhật Nguyệt cảnh lớn mạnh. Tô Vũ nghe nói thứ này gần như mua không được, thiên kim khó cầu, hoặc là kiếm về một gốc thiên nguyên quả cũng không tệ, có thể tự mình trồng, coi như có được xuất xứ cho thiên nguyên quả, không thì kiếm một thanh thiên binh mang về cũng quá tốt, không được nữa thì thu mấy cái Nhật Nguyệt thần văn cũng ổn, lúc mình không cần thì cứ phá vỡ để tu luyện cũng được. Tô Vũ động tâm. Madana có nói lần trước đã chạy tới vòng 18, có lẽ lần này tên kia sẽ đi vào chỗ càng sâu hơn. Mình bây giờ với thực lực này, tiến vào vòng 20 hẳn có thể chứ. Tô Vũ không nghĩ Madana sẽ đi được tới khu vực vòng 15. Có thể đi từng vòng, từng vòng thử nhìn một chút, chủ yếu là xem độ nồng động của tử khí, khả năng là còn có một số nguy cơ khác. Ta cứ xem xét từng phòng một chút liền biết, từ yếu đến mạnh, sau đó mới quyết định xem ở lại trong vòng nào. Tử Linh Tô Vũ lại nghĩ tới vấn đề tử Linh, Liệp Thiên Các có giải thích vài câu. Ban ngày chúng rất ít xuất hiện, ban đêm thì ngược lại thế nhưng nói ban ngày rất ít xuất hiện không có nghĩa là không có tỷ như ngươi dám phá hủy phòng ốc hoặc giết người mùi máu tươi sẽ dẫn động chúng mà ban đêm xác suất đi ra ngoài gặp phải tử linh cực lớn bởi vì tử linh còn phải lượn lờ ra ngoài thu thập ngọc phủ chương 1339, tiêu cầu hỗ trợ ngay khi tô vũ đang chuẩn bị tiến vào chỗ sâu trong cổ thành phủ thành chủ hậu điện là vị trí của tượng đá hiện tại thành chủ đang ở tiền điện hậu điện có chút tà môn bên kia đã từng có nhật nguyệt bảo mệnh còn có vài đầu tử linh cường đại ban đêm chúng sẽ ở bên kia hành động cho nên dù là thành chủ thì cũng không nguyện ý đi vào họng điện lại càng không muốn giao thủ với những tử linh nọ giờ phút này ở tiền điện đèn đốt sáng trương cổ thành lớn như vậy cũng chỉ có mỗi nơi đây là sáng người địa phương khác đều lâm vào cảnh tối tăm dù trong nhà đốt đèn thì bên ngoài cũng rất khó thấy được ánh sáng trong tiền điện lúc bấy giờ có không ít người thành chủ thiên diệt cổ thành đang ngồi ở trên thủ tọa chậm rãi uống rượu rồi nhìn nghĩ nhân các tộc đang khiêu vũ bên dưới ánh mắt hán thanh minh cũng không có say mê mà chỉ giữ vẻ yên lặng tờ giới thủ tọa có mấy người dáng vẻ tinh phong đạo cốt tuổi không lớn lắm có nam có nữ ngoại trừ mấy vị này còn có mấy vị cường giả áo giáp nếu tô vũ thấy được thì chắc chắn có thể nhận ra đây là gia hỏa của huyền khải nhất tộc bên trái một thanh niên anh tuấn dương quang nâng chén cười bảo ta kính thiên diệt thành chủ đại nhân một chén đại nhân xương bá phía tây dục hải bình nguyên của thành bất diệt đại nhân bất diệt thiên thu vạn đại con người nam tử ngồi trên cao đều là màu đen nhìn về phía người thanh niên kia bằng ánh mắt vô cùng thâm thúy hộ dệ tiên tộc tiên vương không cần khách khí như vậy cũng không cần quá cất nhắc ta chỉ là kẻ lưu lạc nghèo túng mà thôi nếu không phải giới vực bị diệt thì ta cũng sẽ không tới tòa thành cổ này làm khôi lỗi không sống không chết như bây giờ hắn ta nói rồi lại tự giễu chỉ khiến người ta chê cười đạo thành bật cười mở miệng nói đại nhân ở đây thì thậm chí có thể chiến một trận với cả vĩnh hằng tiên vương ha tiếng cười khôn biết là khinh miệt hay là tự diễu truyền đến vị thành chủ này vẫn còn rất trẻ trung tối thiểu nhìn qua có vẻ khá trẻ đặc thu nhất là đôi tròng mắt kia tất cả đều là màu đen tuyền hắn nhìn về phía đạo thành đạm mạc nói cũng chỉ ở trong cổ thành một mẫu ba phần đất này thôi ra khỏi cổ thành thì nhật người cửu trọng bình thường cũng có thể giết ta năm đó một đao của hạ long võ đã đủ khiến ta trọng thương có gì có thể tự ngạo nghe vậy đạo thành trầm mặc một hồi hồi lâu sau mới cất tiếng ác giả ác báo hạ long võ giết chóc quá nhiều bây giờ chứng đạo gian nan ta thấy hắn khó mà qua được thành chủ không để ý tới y uống một ngụm rượu rồi hỏi thẳng lần này tiên tộc mang theo huyền khải nhất tộc đến là có gì cần bản tọa hỗ trợ thấy hắn ta không tiếp lời đạo thành cũng không phiền lòng thẳng thắn đáp đại nhân chúng ta muốn bắt một người trong thành tổ vũ phải thành chủ lơ đãng đáp ngươi tự đi bắt đi chúng ta hy vọng đại nhân có thể cung cấp một chút hỗ trợ tỉ như có thể mở ra phòng của tô vũ nếu không chúng ta cũng không có cách nào tiến vào. Mặt khác, một khi tử linh xuất hiện, hy vọng đại nhân có thể ước thúc một phen, ta biết đại nhân là có thể làm được. Dứt lời, đạo thành không đợi hắn ta mở miệng cự tuyệt đã nói tiếp, đại nhân cũng biết, tại tòa thành cổ này sinh tồn thời gian lâu dài, sớm muộn gì sẽ trở thành tử linh đời sau. Tử linh cũng không chỉ mỗi thế hệ này, mấy đời thành chủ trước đều đã trở thành tử linh, mà tiên tộc ta có thể trợ giúp đại nhân chậm lại xu thế tử vong. Tiên tộc, thành chủ gật đầu, đình tĩnh nói, tiên tộc có nhiều thủ đoạn tiên tộc tuổi càng lớn chiến lực lại càng mạnh trường sinh chi pháp của tộc ngươi thì vạn giới đều gây tiếng đạo thành vui mừng đại nhân vậy nhưng mà thành chủ thản nhiên từ chối ta không cần nhân tộc cũng được tiên tộc cũng được thần ma cũng thế đều là thứ bản tọa không trêu chọc nổi hôm nay ta giúp các ngươi bắt tô vũ hôm sau vô địch nhân tộc đột kích tiên tộc nguyện ý ra mặt sao đạo thành không nói gì cửu liên bên cạnh lại vội xen vào đại nhân nhân tộc sẽ không vì tô vũ mà gây sự với đại nhân thật ư cổ thanh thành chủ đặt chén rượu xuống bâng cua hỏi vậy nếu hôm nay ta bắt giữ hai vị tép hỏi tiên tộc trưởng sinh chi pháp phải chăng cũng sẽ không bị tiên tộc trả thù lời này vừa nói ra hai người kia liền thất kinh ha 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 thanh chủ cười nhạt chỉ đùa một chút thôi bất quá hai vị cũng hiểu rõ hôm nay ta giúp các ngươi bắt tô vũ nhân tộc sẽ không khai chiến với tiên tộc mà ta trở thành mà thủ không cách nào rời đi hắn sẽ phải chết không nghi ngờ, cổ thành cũng đâu thiếu thành chủ. Rút lời, hắn lại nói, mấy vị xin cứ tự nhiên đi. Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài đề nghị của các vị, coi như hôm nay chỉ là tiệc rượu bình thường, nhân tiên là đồng minh, bản tọa cũng biết, sẽ không nói lung tung. Đạo thành khẽ nhíu mày, vậy thì cuối giày đại nhân, về phần quan hệ đồng minh cũng sẽ không tan vỡ. Nhân tộc tiên tộc dù là đồng minh, nhưng cũng có cạnh tranh. Vạn giới đều biết, đại tân phủ giết cường giả tiên tộc ta không phải chỉ lần một lần hai, ti cũng không quá e sợ, không bị bắt tại hiện trường thì sẽ không sao. Đại tân phủ giết tiên tộc còn ít à? Đương nhiên, bọn họ cũng đã giết không ít cường giả nhân tộc. Mọi người duy trì hòa bình mặt ngoài mà thôi, đồng dạng, thần ma cùng bắt tay áp chế nhân tộc, nhưng thần ma cũng sẽ chém giết lẫn nhau, thậm chí không khai chém giết cũng đều có. Trên đại thể bảo trì phương hướng nhất trí là được, thanh chủ không nguyện ý xen vào chuyện của bọn họ, tô vũ cũng vậy mà ma đa na cũng thế, bao gồm cả hai vị thiên tài tiên tộc này nữa, hắn đều không muốn dính vào. Có năng lực thì các ngươi tự mình giết người đi. Không năng lực, vậy không có quan hệ gì với ta. Thanh chủ mặc dù cũng là chúa tể một phương, nhưng một phương này chỉ gói vọn trong cổ thành nơi đây mà thôi. Đi ra khỏi nơi này, bách cử chủng tộc đều có thể có vô địch chấn áp hắn. Về chuyện bị tử khí xâm nhập thì hắn cũng không có cách nào khác. Đối với điều kiện của tiên tộc, kỳ thật hắn tương đối hứng thú. Đa tước thật sự không thể làm. Nếu không, một khi xuất hiện tình huống gì, tiên tộc không bảo vệ hắn nhân tộc vô địch đánh tới càng không có ai ra mặt thay hắn cả có khi đám gia hỏa tiên tộc này sẽ còn cố ý tiết lộ ra ngoài tại chư thiên chiến trường vùng vẫy nhiều năm như vậy hắn còn gì mà chưa nhìn thấu dù năm đó suýt nữa bị hạ long võ dùng một đao chém chết hắn cũng chỉ dám thu chút lệ phí vào thành của nhân tộc mà ra thì không làm thêm hành vi trả thù gì khác lúc bấy giờ cư giả huyền khải nhất tộc bên cạnh bỗng mở miệng nói đại nhân lần này hai vị thiên kiêu của tộc ta bị giết tộc ta sẽ không từ bỏ ý đầu Tiếp theo nếu ở trong thành có điểm vượt khuôn khổ, còn xin đại nhân rộng lòng tha thứ." Thành chủ bưng chén rượu lên, uống một ngụm, qua loa đáp: "Tùy ý, đừng đụng tới lực lượng thủ vệ trong thành, còn lại là chuyện của chính các ngươi, đa tạ đại nhân." Lã Huyền Khải nhất tộc này cũng không nhiều lời thuyết phục thêm, kỳ thật trước khi tới đây, Lã đã sớm đoán được thành chủ sẽ cự tuyệt, thành chủ của thành là kẻ nhát gan sợ phiền phức, rất khó trông mong hắn sẽ hỗ trợ giúp bọn họ bắt Tô Vũ. Đạo Thành thấy thế cũng chỉ đành nói: vậy thì quấy rầy đại nhân chúng ta cáo từ trước đi thong thả không tiễn thành chủ nhàn nhạt, nhạt, đáp lại một câu dõi mắt nhìn mấy người rời đi chờ bọn hắn đi rồi thành chủ mới lẩm bẩm madana mạnh hơn tô vũ thì lại không tìm lắc đầu trên đại thể hắn ta cũng đã minh bạch một chút hẳn là người đa thần văn nhất hệ rồi tiên tộc cũng không muốn nhìn thấy đa thần văn nhất hệ có bất kỳ hy vọng quật khởi gì ở điểm này ngược lại họ cùng nhất trí mục đích với thần ma tô vũ lên thiên bảo tiên tộc dĩ nhiên sẽ không nhịn được chương 1340, đi hỏi thăm tin tức bên chỗ Tô Vũ. Khi hắn xem hết tư liệu rồi củng cố cảnh giới bản thân xong thì một đêm đã trôi qua. Tới ba ngày, Tô Vũ dự định lấy ra thiên nguyên khí để dùng. Có điều hắn mau chóng phát hiện một chuyện ngoài ý muốn. Đó là giữa ban ngày ở đây thế mà không có tử khí. Điều này có ý nghĩa gì? Tử khí cũng chia thời gian ư. Tử linh sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Phải chăng là có quan hệ với điều này? Ban ngày thực lực sẽ suy yếu. Thật đúng là thành quỷ. Tô Vũ thì thào một tiếng. Hắn cũng không phải quá để ý tử linh mặc dù là sinh linh tử vong nhưng cũng không đại biểu vạ tộc không tồn tại loại sinh mệnh tương tự loại sinh linh với thực lực liên quan như vậy cũng không ít ngũ hành tộc thể hiện rõ ràng nhất thì linh tộc ở thủy vực tuyệt đối là cường đại rời khỏi thủy vực thì cũng chỉ như thế ban ngày tử linh hoạt động ít thực lực suy yếu nên người trong cổ thành sẽ dám ra cửa tô vũ điều chỉnh lại hình dạng bản thân biến thành một trung niên đại thúc anh tuấn hắn cũng mặc kệ mọi người có thể đoán ra mình rốt cuộc là ai hay không điều này không trọng yếu có điều đoán được và tận mắt nhìn thấy diện mạo thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau tô vũ đang muốn đi tìm một phòng tích hợp để xem một chút tại cổ thành thì không thể tùy ý động võ đương nhiên kẻ không sợ chết thì vẫn có thể động võ điểm này tô vũ nắm chắc trong lòng thiên nguyên khí đủ nhiều cho nên ta không sợ tử linh tô vũ thầm nhủ hiện tại không sai biệt lắm hắn còn thừa lại 400 phần thiên nguyên khí số lượng này không ít cộng thêm trong tay còn có rất nhiều tinh huyết hắn có thể tự rút ra thiên nguyên khí để bổ sung thêm Thật sự gặp phải Tử Linh thì cũng không đáng sợ lắm, điều kiện tiên quyết là Tử Linh không quá mạnh, nếu không một kích của nó sẽ giết chết hắn. Đi ra khỏi phòng, tối hôm qua trên đường không có một ai, lúc này thì lại xuất hiện vô số sinh linh, hai bên đường còn có một vài cửa hàng mở cửa, Tô Vũ rất lạc nhiên, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là dám ở lại nơi này gây dựng sự nghiệp, bất quá ngẫm lại thì thấy cũng hợp lý, người ta cũng cần phải tu luyện, cần phải sinh tồn, cho dù là cư dân bản địa thì cũng cần tu luyện, trên chư thiên chiến trường, Địa phương hòa bình không nhiều, kỳ thật có thể xem cổ thành như một chốn giao dịch rất tốt, tối thiểu là bởi vì ở đây có tử linh nên xác xuất động võ thấp đi rất nhiều, không giống các địa phương khác, ngươi làm điểm giao dịch có lẽ không qua mấy ngày liền bị cường giả cướp đoạt. Nhìn thấy Tô Vũ đi ra khỏi phòng, một vài sinh linh đi ngang qua cũng không thèm để ý, một con đại điểu nện bước khệnh khạng, liếc qua Tô Vũ. Con cô ý nói một câu, nhân tộc, còn không mau chạy đi, ở lại đây không sợ Huyền Khải nhất tộc tìm ngươi gây phiền phức à? Tô Vũ liếc qua con đại điểu nọ, cười nói: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá Huyền Khải nhất tộc có thực lực tầm thường, nhân tộc ta cần gì phải sợ? Huống chi hiện tại đang ở trong thành, bọn hắn còn dám làm gì? Tiểu tử nhân tộc không nghe lời ta khuyên. Sống muộn gì cũng xong đời, con đại điểu kia đi cùng đường với Tô Vũ, tùy ý nói. Huyền Khải nhất tộc đóng quân ở Thiên Diệt thành mấy trăm năm, thế lực của họ ở đây vẫn rất mạnh, thủ vệ quân còn có không ít kẻ xuất thân từ Huyền Khải nhất tộc, bọn gia hỏa này đủ hung ác." Vì muốn mở ra cổ ốc mà còn dám hy sinh để tộc nhân mình hóa thành cư dân cổ thành, nếu thật sự muốn đối phó với nhân tộc thì nhân tộc sẽ không đáng là gì. Tủ vệ quân còn có thể điều khiển từ linh cấp thấp đấy. Lòng Tô Vũ khẽ nhúc nhích, Huyền Khải nhất tộc ư? Tối hôm qua quân tuần đêm mặc áo giáp nên hắn không quá để ý, cũng không dám xâm nhập gió rét Tên kia sẽ không phải là Huyền Khải nhất tộc đó chứ? Đa tạ đạo hữu, Tô Vũ biết đối phương nhắc nhiều mình là do có hảo tâm, có điều hắn vẫn thấy hiếu kỳ huyền khải nhất tộc còn dám ở trong thành đối phó nhân tộc hay sao trong thành cũng không phải do chúng định đoạt mà ngươi không hiểu đâu thiên diệt thành chủ nổi tiếng là không quản sự đời cái này mặc kệ cái kia cũng mặc kệ dù sao hắn ta luôn mặc kệ hết thảy tô vũ mốc trệ nhìn nó con đại điểu nọ lại đung đưa đầu rồi nói dù sao không có quan hệ gì với hắn thì hắn đều mặc kệ trừ phi ngươi đánh tới phủ thành chủ không thì hắn chẳng bận tâm mọi chuyện đều ôm thái độ không thèm để ý như vậy sao tô vũ ngoài ý muốn làm thành chủ mà như vậy chẳng chết liệt thiên các nói đối phương là khôi lỗi thành chủ xem ra đúng là rất có lý nhưng thế thì cũng tốt không quản sự đời vậy cũng sẽ không cố ý nhắm vào mình về phần huyền khải nhất tộc tô vũ suy nghĩ một chút bèn nói điều huynh ngươi mắng ai nó đại điều bỗng nhiên nổi nóng tô vũ cạn lời ta không mắng ngươi ta gọi ngươi là điều huynh thì có vấn đề gì đại điều đung đưa nói ta không phải phi điều nhất tộc bản điều thật ra là phượng hoàng nhất tộc hụng mạch nhanh thôi mau gọi phượng huynh Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng oán thầm, ngươi là Phượng Hoàng chi mạch, đừng có nói điêu. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết à? Ngươi rõ ràng là đà điểu nhất tộc, tuy rằng cũng xem như điểu tộc, nhưng là chủng loại bay không cao. Chạy thì lại rất nhanh, coi như là một nửa phi hành nhất tộc, Phượng huynh, tại sao ngươi lại nói Huyền Khải nhất tộc sẽ ra tay với nhân tộc? Trên mặt đại điểu lộ ra tiếu dung, lúc này thế mà mơ hồ có chút gian trá. Bỗng nhiên nó không lên tiếng nữa mà là thầm truyền âm, vị nhân tộc đạo huynh này, ta thấy mặt ngươi lương thiện mới nhắc nhở ngươi vài câu muốn biết thêm nhiều thì phải trả giá một tí dứt lời cái cánh chuyên đề bài trí hơi vung lên hai cánh lông vũ bày ra tư thế mà vạn giới đều rất thông dụng tô vũ đã hiểu ta để ta nói mà làm sao đi ra ngoài lại gặp được điều huynh tốt bụng chứ hóa ra là cố ý tới cọ bán tình báo để kiếm tiền trách không được thấy hắn là nhân tộc bày lập tức lại gần. tô vũ truyền âm hỏi bao nhiêu ta không cần điểm công huân điểm của nhân tộc các ngươi thì chúng ta cũng không dám tới địa bàn nhân tộc để đổi thông dụng nhất là nguyên khí dịch cho ta 100 giọt là được thu phí không cao cũng tạm được đúng là không cao 100 giọt ở nhân cảnh thì cũng chỉ tương đương mấy trăm điểm công hơn đương nhiên trên thực tế thì cũng không ít chỉ là bây giờ tô vũ tài đại khí thổ mà thôi hơi do dự một chút hắn truyền âm hỏi 100 giọt rất nhiều phượng huynh có tình báo tuyệt mật gì sao xem như thế vậy nếu không đáng không đáng thì ta sẽ trả lại tiền Cô Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cũng không nói nhả. Mở ra một phòng trống kế bên, lôi kéo Điểu Huynh nọ đi vào, hắn đây là học theo người khác, hắn vừa rồi đã quan sát một vòng, có vài gia hỏa giao dịch chính là theo cách như vậy, lôi kéo đối phương tiến vào một phòng trống là được, quả nhiên, lão Điểu cũng không thèm để ý, dù sao nó cũng không sợ gia hỏa này xuống tay với mình.